tầm lâm hàng hát lên. Lên áo sơ mi à, đầm mới nữa nha mấy chị, hôm nay có nhiều đầm mới vậy, đầm dễ thương lắm. Sơ mi à, sơ mi mà nó có cái sơ mi mà nó có cái nơ, cái nơ trên cổ luôn, sơ mi cũng dễ thương. Hôm nay chị nào muốn mua cái gì mấy chị comment nha. Hôm nay có đầm, mà cái đầm là nó đầm cycle đó nha mấy chị. Đầm là tới 45kg luôn. Đầm cycle tới 45kg luôn. Nhận hàng chưa? Nhận hàng chưa? Nó vô đây nó comment nữa rồi kìa. Con bé này nó không sợ tốn tiền. Vô đây bữa nay xác định hết tiền nữa nè. Hôm nay có đầm mới nữa đó chị. Chị Thảo, đầm cycle luôn mà dễ thương lắm. Nhưng mà quan trọng hôm nay cái đầm này nó giá khác nha, nó không có hải hàng thích nhìn người đẹp. Đẹp đâu? Trời ơi, tao quýnh 8.000 lớp trên đây. Đầm này nó không phải, nó không phải hàng An Đông giống như hôm bữa thì hôm bữa cái hàng đó là 75.000, thì hôm nay cái đầm này là nó 85, nó mắc hơn 10.000 nhưng mà nó đẹp hơn. Thì nó cũng là đây, đem lấy cho mấy chị khoe cho mấy chị coi luôn, hàng đẹp giả mang luôn, cái bệnh tốn tiền đúng rồi ha. Cái mã này là đang hot, có nghĩa là nó thêu nó thêu lên cái viền cổ luôn, nó mắc là nó mắc thêm cái tiền thêu này. Hôm nay em nhập về cũng mắc hơn 10.000 nên em phải bán giá mắc hơn 10.000 nha. Chị còn áo khoác bé nhà em không chị? À, bà đang dụ. Con bé này, người ta đang dụ thì nó nhỏ nhỏ thôi. Áo khoác còn cưng. Áo khoác trai hay gái gì, áo khoác gì? Comment đi, comment đi chị lấy cho coi. Cái đầm này nè, nó đẹp là nhờ cái viền cổ á, thì ở bên dưới nó cũng là hoa cúc đồ này kia kia nọ gì đó. Dễ thương lắm. Bốn màu ha. Rồi mấy chị 22kg hả? Ủa Thanh Xuân hôm bữa 22kg chốt áo nào rồi? Vin Hung không? Không có, chưa có về Vin Hung nha. Hôm nay toàn đầm không à. Đầm với lại cái jean lưng nút hôm bữa thôi. À, chân váy, chân váy jean co giãn lưng thun nha. Bé gái chân váy hai màu. Ủa lộn, một màu mà nó hai hình, nó lộn. Chân váy nha, chân váy sale có 55.000 thôi, chân váy gì luôn á. Rồi chị nào chốt cái đầm này cứ comment là lên đó trước đi chị. Không, lên đầm cái đi, ta đang dơ ra cái đầm này rồi nè, cưng chưa? Đó, vải lụa ha, vải đẹp luôn. Nó theo viền cổ bông tiểu thư trước sau luôn, giả mang không? À, nên là nó mắc hơn 10.000, có nghĩa là hôm bữa cái kia 75. Cái mã này 85 ha, toàn bộ cái mã, cái hàng này là 85 hết nha. Rồi, mấy chị nghe đang live rồi đúng rồi. Shop tôi đường Ngô Quyền. Vậy mai ra đi, mai ra đi, hóng hóng bà mãi hả? Trời ơi. À, cái đầm này size 9-12 thì có nghĩa là 20kg cho tới quên coi số 2, số 12 thử. Rồi tới 30 giùm em ha, 20 tới 30 thôi. Dạ không. Bên đây còn no à chú ơi.
Rồi 20 tới 30 kg thôi nha. Cái mã đầm tiểu thư hoa cúc này là có 3 màu: xanh biển, xanh cốm nhạt với lại màu ngói nha. Rồi may ra 407 ngô quyền nha. Rồi mã tiểu thư nè. Cherry, shop cherry. Bà cứ đi đường Ngô Quyền xong rồi một hồi nữa tới cái gì ta? Chợ á, đối diện cái chợ luôn, đối diện chợ chợ Bắc Sơn á. Ừ, ngồi bắn tim chơi con bé này. Rồi đầm nè, phía sau nó là dây kéo nha. Rồi vải lụa satin mát luôn. Màu xanh biển. Màu này là màu xanh cốm nha. Đây xanh cốm nè. Rồi một màu nữa nó là màu ngói, là 3 màu. Size 9 12 ha, số 12 là 30 kg thôi. Rồi cái mã tiểu thư này là 3 màu nha. Đó, chị nào chốt tiểu thư comment tiểu thư ha, chị Thảo lấy đi chị Thảo. 85.000. Hôm bữa mã kia 75 đúng không? Cái này 85 nha. Nó mắc hơn 10.000 xíu. Tại người ta giao em cũng mắc hơn 10.000 nên bắt buộc em phải lên giá. Chứ không phải là tại Tết nè, em bán trên trời dưới đất gì đâu nha. Yếm quần chị không có, chị chỉ có yếm váy thôi cưng. Yếm váy thôi nha, không có yếm quần. Rồi xanh cốm cho chị Thảo nè, 28 kg đúng không chị? Màu xanh cốm này dễ thương á. 85.000 ha. Rồi chị nào chốt đầm này nữa không? Màu xanh biển nè. Đây, mã mới nha. Rồi size 9-12 ha. Cái mã này là size 9-12, nó có 3 màu. 85.000 cái đầm này nha. Đầm này nó là đầm size đại. Đầm size đại á. Quần liên dài size cò chưa nha. Tiền em đi rồi đó. Tiền em đi rồi mà hàng em chưa có luôn đó. Em lấy hàng rồi nha, nhưng mà tại vì người ta chưa giao thôi. Đầm này chị nào chốt đó không? Này Ngọc Hân bà chốt. Quên, ngày mai bà ra đây luôn đi. Coi trên đây chi nữa. Chốt trên đây chi nữa. Rồi. Jean dài, jean gì đó. Bây giờ ở đây á, jean dài mà cò là có hai cái này xả của người ta ra nè. Nhưng mà không biết vừa size con bà không. Rồi sẵn rồi lên tiếp cái đầm đỏ này cái nữa nha. Nó giống cái mẫu treo phía sau á, nhưng mà treo cái kiểu gì nhìn không thấy, tưởng đâu treo giống gì mà. Cái mẫu nó là vậy nè nha. Hoa cúc màu đỏ ha. Cũng là vải lụa y chang luôn á. Rồi nó có cái dây cột nơ. Rồi đầm. Ở phía trước đó là cái tà đắp chéo nha. Nè mấy chị nhìn kỹ ha, nó đắp chéo ở phía trên cổ. Có váy, có chị em đang cầm là váy 30 kg không á, size đại nha. Ủa sao tự nhiên ghét con nhỏ này. Ghét cái gì mà ghét. Rồi màu đỏ nè, phía sau nó có dây kéo ha, vải lụa satin. Cái dây này cục lưng nha. Rồi size 9-12 luôn á, chị Thảo lấy không? Hoa đỏ nha, comment là hoa đỏ. Cái tay nó may là tay phòng nha, tay phòng búp bê luôn. Đây tay phòng nè, đó tay phòng cưng lắm. Rồi chị nào chốt comment váy, cái size này em đang cầm là 20 kg tới 30 nha, size 9-12 thôi. Rồi cúc đỏ cho chị Thảo nè. Cái mã em đang cầm toàn bộ là 85. Một hồi em dơ lên cái mã kia chỉ có 75 thôi nha. 75.000 một cái đầm á. Bây giờ miễn cái này là 85 nè. Chút xíu em lên hàng 75.000 ha. Tại ngày mới á, mới đem lên khoe liền bán 85 trước. chân váy nè đó. Rồi chân váy 55.000 size đại nha. Jean, chân váy jean co giãn luôn. Cái màu này ở ngoài á, nó là màu kiểu là đỏ hồng nha. Lên trên đây nó đỏ chói nhưng mà ở ngoài nó là đỏ hồng nha. Quên, để lấy áo khoác cho coi mà tao nói nhiều quá tao quên. Rồi, cái chân váy là 9-14. Số 14 là 30 kg giùm em nha. Số 14 này nó không có tới 35 kg đâu. Chân váy, cưng. Dễ thương không? Ở trong có lót quần luôn ha. Lưng hung co giãn luôn. Cái hàng này là hàng co giãn. Nhưng mà nó có hai mã nha. Mấy chị chốt là váy trơn. Váy trơn nha. Rồi mã này là váy hình. Nó có hai mã là mình. Và comment nhanh một hồi đổi một cái tao đập liền con bé này. Chưa dơ lên rồi nó comment rồi. Hồi đổi đi. Rồi hai mã, một mã trơn với lại một mã hình. Dạ em chào chị. Mã hình là nó là hình chiếc guốc nè. Rồi bên dưới nó là kiểu nó gợn sóng á. Rồi chân váy này gợn sóng như vậy nè ha.
Rồi comment là váy hình. Đó thấy chưa? Đổi váy hình. Là sao? Bây giờ 55 ngàn cưng. À, size đại size 9-14 nha, có 55 ngàn thôi á. Cái hàng này á là jean đại lê nha. Ai từng mua jean đại lê là biết vải này rồi đúng không? Cái này là đỏ hồng nha, rồi hình thấy không? Tao nói nó đổi. À, lúc chị lấy chị cũng suy nghĩ lắm nhưng mà thôi kệ, lấy có màu có hình nhưng mà về sao bán được hình không mà kỳ quá à. Rồi 14 nè. Từ từ nha. Rồi Hanna Kim chị lấy chân váy không, 55 ngàn ha. À, hình 30 với 25 kg. Rồi à, Thanh Xuân lấy 22 kg hình đúng không? Rồi 22 kg hình hả? Lấy cho bà cái size số 9 nha. Thanh Xuân chị đã chứ đem chốt cho nè. À, rồi Thanh Xuân nè, 55 ngàn một cái chân váy size đại nha. Hình size to nhất đúng rồi, chị lấy cho em size số 14 á, với một cái 25 không. Rồi Hanna nè. À 55. À, thì GBT chị vô trong tin nhắn chấm cho em một chấm đi chị nha, đừng có cho số điện thoại trên đây nha. Hồi nữa mấy bà vô comment vô gọi chốt tầm bậy tầm bạ đó. Chị vô trong tin nhắn đi, chấm cho một chấm ha. Khỏi cần cho số điện thoại gì đâu, không sao đâu. À, váy trơn màu đỏ hồng 32 kg. 55 ngàn nha. Chị Thùy Chi nè, em chốt cho chị ha. Đâu rồi? Rồi Thùy Chi. Chân váy jean có 55 ngàn cái. Bán khùng bán điên cho nó vui. Rồi em thấy rồi. À, 22 kg mà cao một trời 1m07 mới chịu. Ừ. Vừa mà. Ai à, còn không lấy qua số 10 cũng được. Nhưng mà cô lấy cho bà số 9 đó. Số 9. Còn không đổi qua cái gì à, 11. Ừ. Chấm chi nữa, trời ơi chị biết nhà em ở đâu luôn mà em còn chấm nữa em. Vô đem chấm nữa. Nó làm như là mới gặp ngày đầu còn xa lạ vậy đó nha. Con bé. Rồi đó, chân váy xong rồi nha, không bán chân váy nữa đâu. Lên làm tiếp nha. Cái chị mấy cái mã đầm. À, chấm cho vui. Chấm cho vui đi. Okay. Đầm này là có 30 kg nè chị. Những cái mã đầm này là có 30 kg nè. Nhưng mà bây giờ còn à 3 màu nha. À, áo khoác quần jean sao ở trên. À quần jean này là jean bé trai nha. Jean bé trai nó theo ngôi sao lửng á. Cái form này dạng như là ngố á. Co giãn luôn, đẹp giả mang. Bên trong nó có lưng rút á. Cái hàng jean này là 85 ngàn ha. Nó có mã là à, mã này là mã 18 nè, 018. Rồi chị nào chốt cái mã quần jean này comment là 018 nha. Size là từ 18kg ha, 18 cho tới 26 á. Size nhỏ á, 18-26, size nhỏ nhất là 18kg á. Rồi chị nào chốt mã này comment là 018 kèm số ký nha. Mới đó. À, nhưng mà nó là bé trai rồi, áo khoác đúng không? À, áo khoác 22kg à, để chị lên. Lên. Cái mã này là có nhí đại cặp luôn ha. Cứ nhí là 59, đại là 69 nha. Áo khoác á, hàng của Osakis á. Rồi 5969. Chị nào chốt comment là hồng phấn nha. Nó có may viền bèo ở trên cái nón luôn nè cưng không? Nhìn cái áo khoác điệu cái ghê. Cái hình là hình chú báo hồng á rồi. Bên trong nó có túi luôn nha. Thọ có túi luôn á. Để cho mấy chị coi ở bên trong. Cái nón nó có lót nữa. Cái khóa này là nó bằng kim loại nha. Cái khóa này bằng kim loại chứ không phải bằng nhựa. Trời ơi, nó xuất hiện làm hết hồn. Sao giờ này còn nhiều quá vậy? Lấy cho chị tờ đi.
23 giờ mấy rồi đó nghe. À, đây cái áo khoác này. Bên trong nó có lót luôn á. À, bên trong này nó có lót trên cái nón này. Rồi khoác hồng phấn nè, một màu. Cái màu thứ hai đó, à, hồng đậm đi, cái này hồng đậm nha. Màu này mới là màu hồng phấn nè, nó lộn. 59 và 69 nhí đại ha. Cái size đại của nó là size số 14 đó, là tới 45 kg. Rồi hồng phấn. Nó cũng có cái nón y chang vậy luôn. Trời, cái vải nó đẹp lắm nè. Hàng này của Osaki mà. Có túi nha. Rồi đó, hồng phấn là hình con thỏ. Rồi chị nào chốt mã này comment là khoác khoác đậm, hồng đậm với lại hồng nhạt nha. Là hai màu. Nó còn một màu nữa, nó là màu xanh ngọc. Màu này là màu xanh ngọc ha. Trời ơi, xanh ngọc thấy ghét. Xanh ngọc cái hình in đó là hình Mickey nha. Rồi cũng có túi đồ này kia y chang vậy luôn. Nhí đại cặp ha, 59 và 69 nha. Rồi chị nào chốt mã này comment là khoác xanh ngọc. Hồng đậm 35 kg nha. Ok chị. Ủa, hồng đậm 35 kg hết rồi bà nội. Lấy hồng phấn đi nha. Hồng đậm hết rồi. Hồng đậm hết rồi. Lấy hồng phấn đi, hồng đậm còn có 4, 5, 7. Đó, lấy hồng phấn đi. Hồng phấn hoặc là xanh ngọc còn nè. Cái màu này là màu gì? À, màu xám này là xay nhí nha. Rồi hồng phấn. Ok, hồng phấn đi. 35 kg. À, xay đại là 69 nha. Nhí 59 đại 69. Rồi chốt xám, comment xám. Nhưng mà cái xám này là xám trắng, nó may túi kiểu khác ha. Cái túi giống như là dạng túi túi áo hoodie á, nó giống tựa túi áo hoodie á. Rồi, cái tay áo nè, cũng là Osaki y chang vậy luôn. Rồi xám trắng nha. Mã này mấy chị comment là xám trắng 356 số 6 18 kg giùm em. 356 nha, cũng là nhí là 59.000 á. Nhí 59 ha, đại 69 nhưng mà đại đại xám là hết nha. Đại cái mã này là còn màu đỏ rượu. Y chang như vậy luôn, màu đỏ rượu ha. Vậy nào muốn coi đỏ thì em lấy cho coi. À, vậy hả? Không biết nữa. Cái đầm hả? Cái đầm đó mà đầm gì ta? Đầm vàng. À, size 40-45 kg đúng không chị? Đúng không? Nếu mà chị đúng thì ok đi, là em còn giữ cái đầm 45 kg đó của chị đó. Hôm nay có nhiều mã 45 kg lắm kìa. Đầm á, đầm 45 kg. Có mua thêm không? Rồi, đầm này á là mấy chị comment là gấu ha. Gấu đỏ nè. Thật ra cái họa tiết này là sọc blueberry nha. Rồi, gấu màu hồng. Cái form này, à, cái gì? Cái đầm này là 75.000 nha, size đại. Nó còn một màu nữa là màu nu. Rồi màu nâu, chị nào chốt mã đầm này, chốt giùm em size tới 36 kg ha. 22 kg tới 36 kg giùm em. Đẹp giả mang luôn, cái vải này vải lụa hàng An Đông á. Cái tay nó may nè. May hai lớp ha, bên trong là ren, bên ngoài là vải lụa. Rồi mấy chị comment là gấu nâu nha. Trời ơi, sọc blueberry sang giả mang luôn á. Rồi phía sau, à, có lót luôn. Đầm công chúa trắng 25 kg, con em đi múa. Còn có một cái là bán hết vô luôn, còn đúng một cái đó là 26-27 kg á cưng. À, ừ, vậy là cái đầm em còn giữ cho chị đó. Lấy không chị sale cho, màu trắng, trắng tinh từ trên xuống dưới luôn. Không có một cái gì luôn, không có thêu hoa gì hết á. Rồi gấu màu nu ha. À, size là 22 kg tới 36 giùm em ha, 75.000 cái đầm này ha. Rồi, gấu màu hồng, đẹp chưa? Màu hồng cánh tiên. Phía sau là có dây khóa kéo, đầm này là không có lót nha, có dây cục lưng.
Đồ bộ quần dài. À, đồ bộ quần dài là tay dài quần dài đúng không? Nguyên một bộ luôn là em có nha. Chứ tay ngắn là quần dài là không có, tay dài quần dài luôn. Rồi màu đỏ nè, gấu đỏ đẹp chưa? Cưng ha. Rồi gấu đỏ luôn là ba màu. Cái mã sọc Burberry này là ba màu nha. Chả đẹp lắm. À, 22 cho tới 36 kg giùm em nha. Rồi chị nào chốt comment là gấu đỏ, gấu nu với lại gấu hồng. Cho em coi á hả? À, đợi chị chút. Nếu mà 25 kg mà đi múa à, lấy cái đầm này cũng được nè, để chị lấy cho em coi. Nó còn một cái mã đầm mới màu trắng đủ size. Size 18 chắc lấy số 8 là được. Đầm này là 75 nha. Đầm gấu nu này là 75, ba màu á. À, gấu nu, gấu đỏ với lại gấu màu hồng, 75.000. Ủa có tới ngày gì mà con em đi múa? Ngày gì ta? Noel hả? Ủa Noel chưa tới mà múa sớm vậy? Rồi, à, đầm gấu chị nào chốt comment nha. Nó cũng có, mỗi một màu còn như còn có 2 size, 3 size đó. Rồi trắng. Trắng công chúa này là size 18 nè. Có size thứ 7. Rồi còn 8 luôn nè, 8 26 kg nè. À, đầm này là đầm này là 75.000 nha. Đầm công chúa hàng của Zara size 18 màu trắng ha. Cái tay của nó là cái nó kiểu xếp ly mà von á. Rồi đây nè, kiểu nó trắng tinh như vậy ha. Những cái họa tiết giọt nước này là nó theo lên nha, theo giọt nước lên á. Rồi phía sau luôn có dây khóa kéo luôn ha. Rồi chị nào chốt mã này comment là đầm trắng nha, trắng size 18 không size 28 chứ, số 1 bán rồi 2 nha, 2, 3, 6, 7, 8 á. Rồi đầm trắng cưng chưa. À nó chỉ có một lớp von này thôi. Rồi một lớp KT mềm. Rồi KT này nó tựa tựa như là lụa vậy đó, chứ không phải KT cứng đâu. À, dạ bộ lẻ. Rồi đầm 75.000 nha. Cái đầm công chúa này là 75. Chốt cái đầm này đi. Đầm kia là biến ra lấy nha. Út trên cao mà. À cái đầm đó thì đầm ngoài kia thì nó đẹp hơn. Bộ lẻ. Nhưng mà nó bộ lẻ em không có lẻ xây đại. Lẻ toàn cái kiểu là à, nhí nhí được không? Chốt đầm đi. Nó kêu dơ lên cho nó coi đã, nó cười. Con bé này. Sao đầm đi nè. Còn có 4 cái thôi đó. Ừ. 4 cái nha. À, trời ơi, đợi chút xíu. Ơi, đợi chút xíu nữa mẹ chị tới phụ đó thì kêu ra nó lấy cho. Tức là biến đi muốn chết luôn. Ai còn mấy cái áo khoác này lẻ nữa nè, có chị nào mua áo khoác không? Áo khoác này lẻ nè, đợi xíu ra lấy cho. Đợi bả 5 phút bả xuống cho lấy ra bả lấy cho. Làm biến mà. Ai cái áo khoác này size 2XL đẹp giả mang luôn á. À còn có một cái thôi nha. Hàng của Abercrombie nè, đẹp chưa? Vải này nó giống như là da cá dày dặn luôn. Hàng mới không mua, nó tối ngày nó canh hàng sale, không bán hàng sale cho em, không chốt luôn. Mày xạo. cái hình này là nó theo lên ha. Rồi xả luôn cái áo khoác này, size đang cầm là 20kg thôi nha. 20kg à, 45.000, đẹp lắm. Còn có một cái à. Rồi chị nào chốt comment khoác hồng nha. Cái vải này nó dày dặn giả mang luôn á. Nè. Nó tựa tựa như da cá đó. Hàng này ha, Abercrombie nè. À, đâu vừa đâu. Ủa 20kg được mà. Em lấy cho bé nào đó lấy đi. Nè. Hết rồi. Bán từ hồi đời năm nào. À cái size là size 2XL á em. 2XL, cái hàng này là nó tầm 20kg thôi, nó không có tới 25 đâu em. Ví dụ như 25 mà ốm, roi roi cao thì được. Chứ mà không,
không có. Nó chỉ có 20 tí là không có 25. Có 25 là không có bán nha con Hanna Kim luôn nè. À. Mấy canh hàng sale nó mua con bé này. Hàng mới nó không mua. Còn một cái màu vàng nữa nha, để coi màu vàng size gì. 22 kg được mà. Thì hay ví dụ 22 kg thì đừng cài nút. Thả ra luôn, cài nút vô thì nó ôm đồ này kia. Thiệt, nếu mà 22 kg thì em đừng cài nút, cài một nút trên thôi, đừng cài hết nè. Đó vậy đó. Chị thấy được mà. Được á, hơn hai gang tay của chị mà. Ốm hả? Ốm được chị Hai ơi, em tưởng đó là cái bụng nó tròn quá thì lấy hơi ôm thôi chứ ốm được mà. Rồi size M nha, màu vàng size M 15 kg nè, 15 16 kg ha màu vàng. Rồi 45 luôn nha. Màu vàng còn có một ấy. Không, màu vàng còn có một cái thôi size M. Rồi chị nào chốt vàng comment vàng. Cái áo này là da cá 4 chiều nó dày dặn mà đẹp lắm nha. Cái này giống như là buổi tối mà chở nó đi đâu chơi khoác nhẹ vô đẹp giả man á. 45.000 ha. Mà nó lẻ nha, còn cái hết rồi. Cái vàng với lại một cái hồng. Giờ sao lấy không? Bà thấy khăn lê bà lẹ lắm. Bà này bà nhanh ghê. Rồi thấy khăn lê ha. 45.000 nha. Có một cái nè. Nè. 40.000 luôn nha. Chị chốt cái gì? Cái áo khoác màu vàng á hả? Chị tin nhắn chấm cho một chấm đi chị. Trời ơi, có 45.000 nó bằng tô phở luôn đó. Uổng cái gì mà uổng chốt đại đi về cho cháu bận đồ này kia. Ở em chấm rồi hả, để chị coi. Nhiều khi máy chị nó đổ cổ đó, không có thấy tin nhắn đâu, một hồi nửa tiếng sau mới thấy. Hoàng Phan đúng không? 45.000 á cưng. Cái này lẻ sai nha, chị bán từ cái hồi năm Thình Bảo Lục nào tới bây giờ cũng còn một cái đó em. À, chưa thấy tin nhắn nha. Rồi nè. Áo khoác hay bếp ba nè. Bây giờ cái size đang cầm nó là size số 1. 10kg ha, 10kg. Ừ, đẹp lắm. Cái hàng này là hàng của Star Kids nha. Nó là vải cô tông 4 chiều, dày dặn ha. Hôm bữa là 49 đúng không? 49 là tới 45. Bữa nay là còn 40 nha, 40.000 một cái á. Size số 1 với lại cái size này á là size số 1, cái này số 7. Phải không? Số 7. Rồi số 7 này là 18 20 kg thôi nha. Ừ, số 7. Rồi, chị nào chốt? Có, em có quần sọt bé gái 35 kg mà. Màu này là hồng sen nha. Mấy chị nghe kỹ ha, cái màu này ở ngoài nó là màu hồng cánh sen nha. Chứ đừng chốt xong nhận hàng nói không phải hồng phấn. Cái này không phải hồng phấn, nó là màu hồng cánh sen. 17 luôn, rồi 40.000 ha. Hai cái là 80 đó nha bà nội. 32kg không có. 32kg là mẫu khác nha. Bây giờ chốt cho chị chị Nguyên Nguyệt nè. 40 × 2 đúng không? Rồi, cho hết đi. Thấy tin nhắn em rồi, chốt cho em rồi luôn. Để em lên buồn sọt ha. Có ai mua áo khoác nữa không? Áo khoác còn lẻ size. Áo khoác này, áo khoác lẻ size mà cho bé trai nè. Cũng đẹp lắm á. Vải da cá 4 chiều, nói chung là giống tựa tựa cái Hebet 3 nãy á. Nhưng mà bây giờ buồn sọt đúng không? Rồi áo khoác. Trời ơi, còn một cái áo khoác size cổ tới 47-50kg luôn nè. Ở đây có bé nào mà 47kg không? 45-47kg gì đó, hút giùm em cái này coi. Kitty luôn á, đẹp lắm á. Cái logo Kitty này nó theo lên luôn nè. Bé gái 32kg. Lẻ size cái gì? Bây giờ hết lẻ size còn nguyên ri được không? Chốt nguyên ri luôn đi. Size 7 đó 20kg. 20kg mà nó ốm cao đúng không? Ốm cao thì được nha. Ví dụ mà nó cái bụng nó tròn quá là nó hơi ôm á. Vậy đó. Ốm cao thì được. Cái này lẻ size hàng của Tina nè.
Trời ơi, nó dày dặn rồi, nó đúng nặng quá trời. Rồi 135 nghìn. À, sale 55 nghìn nha. Rồi hàng của Tina, cái size em đang cầm là size cổ, size số 18, nó tương đương với lại 45kg ha. 45kg, cái size số 18 á. Size số 18 nè. Rồi chị nào chốt comment Kitty nha. Toàn bộ logo là nó theo lên hết 55 nghìn á. Ủa cái bà thấy khăn này 45kg mà lấy cho ai vậy bà nội? Con bà có 20kg à. Bà chốt cầm bậy bà xả ra một cái đi. Ừ. Đây nè Kitty nha. Ở bên dưới nó may cái túi giống như là túi áo hoodie vậy đó. Rồi. À mua cho cháu đúng không? Ờ sợ nghe lộn quá. Chốt cho đã một hồi nữa là nghe lộn là thấy bà em luôn. Rồi thái khăn lê nè, 55 ngàn nha. Hết rồi, có một cái một. Mà đóng ở trong bao kiến là lâu lắm luôn rồi đó. Mới tin nè. À. À cái này. À cái mẫu này á là em xa xay nhí á xay. Hôm bữa hỏi cái này á hả? À, hôm bữa hỏi cái này sao không chốt? Để tới bây giờ mới chốt. Một hồi mà để tôi chốt lại 60 ngàn lên 5 ngàn rồi bà nội. Rồi Elsa còn có một cái thôi nha. Cái size đang cầm á, cái size đang cầm là 9-10kg. 9-10kg Elsa in trước sau luôn, da cá 4 chiều. À, để em lên quần sọt mà em quên. Chưa, khoan hả comment Elsa, để em nói hết một cái. Cái áo này á là em treo mẫu nha. Nó bị bụi ở trên vai chí xíu hai bên thôi. Nó chỉ bị bên hai bên vai thôi, giày giặt ra giùm em. Chứ ngoài ra nó không bị một cái gì hết. 30 ngàn nha, giày giặt giùm em. Rồi, ok nè, em nói trước. Tại vì nó bị dính bụi trên vai á. Cái hàng này là hàng treo mẫu. Rồi, chốt cho Hoàng Phạm trước nè. Hãy bác comment trước. Nó chỉ bị bụi thôi, không có bị lỗi gì hết, giờ giặt ra là nó mới tinh luôn á. Cái này cũng bụi y chang như vậy luôn, nhưng mà hồng phấn hình con 2.3. Thì cái size em đang cầm là size số 5 á. Số 5 là 10 đó, 15kg thôi ha. Chị nào chốt comment 2.3. Cũng y chang vậy luôn, nó bị trên đây một chút xíu nè, tại vì treo thì nó bị ngay cái. Ủa sao có một bên à? Bên em mới tinh này nha, bên đây hơi dơ xíu. Rồi bà nào chốt comment là 2.3 đi. Nha, 2.3. À 15kg thôi, chị em sai em bán rồi hết rồi. Mà comment sao rồi. Ủa 15kg đó chị chốt cho bé cho cháu hả? 15kg này nha. Rồi cũng 30.000 luôn, nói chung hàng treo mẫu bán cho nó hết. Mà về giặt ra mới tin nè, bình thường. Rồi chốt cho chị Minh Nha ha, 30.000 cho hết. Trời ơi nó rẻ hơn tô phở luôn bà nội. Đi cháu hả? À, hết rồi, bây giờ chốt bên đây cho chị kia trước rồi. Rồi khoác bé trai ha. Khoác bé trai nè. À, nó là vải da cá 4 chiều, hàng này cũng là hàng của Tina nhưng mà bây giờ là size 11. Size 12 nè. 11, 12. Giận. Giận hả? Áo khoác vàng hồi nãy á hả? Áo khoác vàng, vàng nào trời. Ủa nãy giờ tôi có bán áo khoác nào màu vàng đâu bà nội. Rồi bà coi lộn cái like của ai luôn. Bây giờ đâu có áo khoác nào màu vàng đâu ta. Rồi áo khoác trai nha. Cái áo này á bé trai nhưng mà nó là cổ trụ ha. Rồi cổ trụ. Ừ đúng rồi, nhớ bé kia lấy rồi nè. Ơi comment chậm một nốt nhạc rồi cưng. Hết rồi bà. Hoàng Phạm lấy trước rồi nè. Rồi áo khoác à, cái họa tiết nó là giống như là cờ sáp vậy đó. Dây kéo khóa ha, da cá 4 chiều luôn nha. Cái size đang cầm á, số 11 này là chỉ 22kg thôi ha. Số 12 là 25-26kg. Rồi 22 và 25-26kg hàng của Hoàng Anh á, 50.000 nha. Trời ơi nó siêu đẹp luôn á, phía sau nè. Các chị nhìn nè. Cái này là da cá 4 chiều nha. Rồi chị nào chốt comment 611 hoặc là 612. Bé trai, trai gái gì cũng được. Em thấy gái bận cũng đẹp mà. Cá tính. Rồi 8 11 12 nha. Số 12 là 26kg, em đang cầm 11 là tầm 22kg thôi. Cái khóa này bằng kim loại luôn á. À khóa này khóa kim loại ha, chứ không phải là bằng nhựa đâu. À, tôi chốt
chốt hai cái áo không được. Áo gì? Ủa nãy giờ mới chốt hai cái áo gì vậy ta? Anh là Kim có lấy áo gì? Ta chốt áo kia đi. Cái áo mà có cái nón mà có cái bèo bèo trên trên đó đó. Có kiểu chốt cái gì đó không? Rồi cái hai bà nào hỏi quần. Quần jean. Rồi 26 27 kg. À, cái gì? Xám size 12 là 26 kg. Đúng rồi. Size 12 thì 26 kg thôi, nó không phải 30 hay 32 kg đâu nha. Ừ xăng có em xăng đi em. À, về cắt khuy ra giùm em ha. Chưa có làm khuy, ở bên trong nó có lưng rút luôn nè. Jean bé trai nha. Jean này jean co giãn nhưng mà có điều là nó rách quằn quại tí xíu. Rách từ trên xuống dưới. Ở bên trong nó có lót nha. Rồi jean dài sale 50.000. Không, không có đồng 65kg em. Ủa em bé nào mà tới 65kg như vậy? Bán đồ em bé nha cưng. Ừ, em bé gì tới 65kg như vậy ta? À, áo khoác mũ bèo hồi nãy à, cái vải đó cô tông 4 chiều. Chị thấy nó cũng không có dày dặn đâu. Nhưng mà cái vải nó đẹp lắm em. Khoan đợi chị chút. Chị có khách. Kịp lúc luôn á. Trời ơi lên live mà tối ngày nói là mày. Không. Cái size này size số 9 á. Rồi 25 26 kg ha. Đó, quần ngoại chưa? À vậy hả? Rồi chị nào chốt mã này comment rách nha. Có một cái một thôi à. Rồi cái này cũng size y chang như vậy mà rách ít hơn xíu. Cái rách kia là rách tới 5-6 đường, này rách có 1 đường một thôi. Ngay gối ha. Rồi cũng 26-27kg giùm em nha. Đó, 26-27kg luôn á. Chị nào chốt comment là rách. Size số 9. Hai cái jean này là em sale 50.000 một cái nha. Hết rồi. Đó còn hai cái. À, bé em 13 kg hả? 13 kg là nó qua mẫu khác luôn. Sao vậy? Nè, hai cái áo này tôi tức nè. Hôm bữa dành cho đã xong rồi tới một hồi chốt đơn xả ra, bà ơi tôi tức gì đâu á. Cái áo này là áo sơ mi mà đẹp dã man luôn, hôm bữa 35 đúng không? Hôm nay bán luôn 30.000 nha. Nó giống như form rất tốt vậy đó. Bây giờ em còn hai size. Size số 7 này là 25 26 kg nè. Nha. Cái vải này là vải KT. Rồi những cái họa tiết trên đây là nó thêu lên hết luôn á. Ừ. Rồi chị nào chốt comment áo số 7 đi. Coi giãn luôn ha. Số 7 25kg nha, 30.000. Rồi size S. Size S là 35kg nha. Một cái số 7 25kg. Size S 35kg được chưa. Ờ hai size nó nhảy xa vậy luôn á. Ờ Hanna lấy số 7 đi, 30.000 nha. Hôm bữa chị bán 35 đó em. Chị xả lần 1 là còn 30 đó. Ờ, xả thêm lần 2 thì chắc còn 20.000 luôn đó má. Dẹp tiệm sớm luôn á. Trời ơi chị, con bé bên đây nó comment trước rồi nè. Sơ mi số 7 nó lấy trước rồi. Con nhỏ này nó lẹ ghê, cái mạng của nó mạng gì á. Nó lấy trước rồi. Chị còn nhiều áo khác, từ từ để em lên áo khác cho. Cho nó chốt trước cái này đi, xong rồi mình lên mã khác, nó đâu đổi được đâu. Ê, hàng sale không có đổi nha. Suy nghĩ kỹ nha, mà tôi ghi một cái một hồi mà đổi đi. Ờ, nãy hai cái chân váy. Ừ, hai cái áo đó. Ờ, đúng chính xác. Ờ, bận cặp. Cái quần này cũng dễ hơn. Ừ, đúng rồi.
Ok, lấy cái rách nhiều. Thường bé nãy mua đen hoàng hoại luôn nè, lấy cái rách nhiều. Em vô trong tin nhắn chấm cho chị đi cưng. Tên Mỹ Dung luôn, giống tên chị nè. Chưa thấy tin nhắn không có chốt nha. Hồng ở trên bàn á là bộ ha, bộ này là bộ xây đại cồ á, giống như là bận cặp hai mẹ con á. Ừ, bận cặp hai mẹ con luôn. Mỹ Dung ơi, chưa thấy tin nhắn nha cưng, là chị không có chốt quần cho em đâu á nha. Em lấy cái rách nhiều đúng không? Đây rách nhiều. Mẹ nhìn kỹ lại lần nữa nha, rách nhiều là nó vậy nè nha. Bên trong có lót. Về đừng có nói sao mà chị ơi rách dữ vậy nha. Nè, 1 2 3 4 5 đường hai bên luôn. Đó. Ừ. Em có mua của chị rồi hả? À ok em. Vậy là được. Không. Chưa đâu, để cái đó bán sao đi, để dành để lại sao bán cho mấy đứa này tốn tiền tiếp chứ không hai nay kim nó tốn tiền. Mỹ Dung giống tên tôi nha. Rồi cái quần có 50.000 à cưng. Quần jean dài, bây giờ cái quần jean này quần sọt bé trai, ủa quần sọt bé gái mà sale nha. Mà em chấm. Ừ đúng rồi đó, em chấm trước đi. À, cái có tin nhắn cái chốt nó nhanh đúng không? Cái này bé trai xây nhí, đây có bà nào bé trai nhí không vậy? À cái quần này là size bé gái đại nè. Size số 29 nha. Size số 29 là có nghĩa là 28-29 kg giùm em nha. Rồi có lưng rút luôn, jean đen. Cái nút này là nó đóng lên hết ha. Nó đóng trực tiếp vô trong vải luôn, mấy chị đừng có sợ rớt nha. Giặt banh máy luôn không rớt. Rồi jean co giãn, hàng này là co giãn còn một cái thôi. Bà nào chốt bán 45.000 nha. Nó có quách rách nhẹ ha. Rồi 45. Có trai nhí hả? Ủa nhớ có gái gì trai luôn hả? 45. Đen nha, sọt jean đen này của bé gái á. Ai chốt trước? Rồi Hana. Bé gì? Ủa chị Bích Thủy, chị comment jean là chị lấy, chị hỏi mua jean hay là sao chị? Cái mã này là đen 45 nha. Comment giống em nói đi nha, em chốt cho nó dễ, có 45.000 à. Cái mã này cũng bé trai lửng nè, đẹp chưa? Trời ơi dã man. Nó là màu xám khói quách rách luôn. Bên trong nó có lưng rút nè. Size em đang cầm là size 17 kg giùm em nha. 16 17 kg. Ví dụ như nó còn bận tả, còn bận tả thì chốt giùm em 15 kg thôi. À nếu mà nó còn bận tả nha, còn không có bận tả thì 17 kg được nha. Đẹp lắm á. Nó là màu xám khói á. Đây nè. Ủa chị mới nói nhiêu gì quên này. Mới nói cái quần này nhiêu vậy? Ê chị nói nhiêu vậy? Quên mẹ rồi. À jean nhí. Chưa nói giá hả? À vậy thôi bán luôn 40.000 nha. Chưa nói giá là thôi. Khùng lắm chị, khùng lắm em. À rồi Hanna Kim nè. À jean ngố bé gái 31 kg lưng thun. À 31 kg là có, nhưng mà nó chỉ lưng nút thôi nha chị. Lưng nút thì có nhưng chứ không có lưng thun. Rồi Hanna Kim nè. À 40.000 đi. Cho nó hết cả nhanh. Hôm nay có chị nào còn mua áo dài nữa không? Áo dài còn mấy set lẻ nữa, chỉ có 40.000 thôi. Áo dài là áo dài 3 món nha, có nghĩa là một cái áo chân váy, cái mấn luôn. Đó, cái mấn luôn nha. Sao mà lẻ lẻ gì tùm lum cái gì? Tôi đang nói chờ anh Dũng nha. Ờ xem trên bàn. Ừ đúng rồi đó. Quên. Ủa bà đáng hơi vậy. Để sẵn không nhớ. Áo thun bé trai cá sấu còn em. Bữa nay lấy thêm màu gì? À nó có thêm mấy màu kia size cổ nữa đó. 13 kg áo dài có cưng. Có 13 kg áo dài để chị lấy cho. 40.000 nha. Áo dài đúng không? Nè 13 kg. Nó tùy mẫu nha. Cái mẫu đang cầm á là gấm thì nó tặng kèm cái băng đô ha, cái băng đô. Còn áo dài von thì nó mới đi với lại cái mấn nha. Cái này là gấm nè, thì nó tặng kèm băng đô. Để đi lấy trong coi tới mấy màu luôn. À.
còn có mấy cái nữa, hết áo dài nó cho nó hết luôn. Còn không, còn cái nào đó không? Nhớ hôm bữa là nó nguyên à không không không, ở đây nữa nè, còn ấy có còn còn yếm nữa nè. Trời ơi trời, lâm cái không có cột lại là không có nhớ, nó bị lẻ luôn, không cột nữa. Cái đó là cái gì? Không, cái màu xanh ngọc. Ừ, tí chốt đơn luôn. Đúng rồi, bây giờ cứ áo dài size gì cũng 40.000 hết nha. Chị nào chốt áo dài cứ comment áo dài đi, size gì cũng 40.000 hết á. Có đâu rồi, tí chốt đơn đó. Ừ, chị nghe chốt đơn chị lẹ lắm, chốt đơn liền đó cưng. Gắm rồi, số 2 thì là 11-12kg thôi nha. Em cho mấy chị coi cái mẫu ha. Rồi 2, 4, 5 2, 3, 4, 5 nè, áo dài gấm vậy nè, đó cái tay nó phối bên hông, rồi phía sau là dây kéo khóa nha gấm. Áo dài, cái áo yếm là có size bé chị á, có size 26-27kg á. Chân váy von là như vậy nha, nó tặng kèm một cái băng đô màu màu hồng giống như cái này cưng lắm. Đây cái băng đô nơ nè, thấy thương chưa. Rồi 20-22kg một hồi qua màu khác nha. Màu hồng này hết rồi, bây giờ 20-22kg màu khác. Từ từ, đang đọc cái màu này trước đi. Cái này có 12kg nè, chốt cái này trước đi nè. Rồi 2, 3, 4, 5. Số 5 là 17kg giùm em nha. Nói chung là 10kg tới 17kg. Rồi chị nào chốt gấm comment là gấm hồng 10kg tới 17 nha. Gấm hồng 40.000 3 món luôn nha. Một cái áo chân váy với cái băng đô có 40.000 là thiệt luôn á. Về, nói chung là mua về cho nó bận chơi chơi, sáng mùng 1 chụp hình rồi đó, chụp hình xương xương xong rồi tháo ra có 40.000 để rề luôn á. Cái áo cá sấu trắng size 15 ok em, với lại cái gì á, từ từ nha, cái áo không có ở đây, bây giờ tôi chụp màn hình lại một hồi nữa chị soạn lại sau. Cái gì em không gửi lên chích cho em quên, tôi nói xàm không quên chị một hồi gì. Chị vô trên nhắn chị chấm cho em liền một chấm đi, tại nó bị trôi đâu, nằm tút dưới luôn không nhớ. Rồi áo dài gấm này có ai chốt áo dài màu gấm hồng không? Rồi gấm hồng nha, rồi dẹp cái gấm hồng qua bên, tại nó còn size nhỏ không ai chốt cái gì á. Tôi nghe nè, tôi đang like, tôi nghe nè. Cái gì vậy? Chuyện gì mà đếm tiền cái gì má? Đếm tiền cái gì má? Cái gì? Áo gì? Đã nghe gì mà 10 triệu, 2 triệu, 3 gì, 30 triệu, gì đúng gì? Còn tay giờ này đếm tiền rồi ha. Áo gì? Áo kiểu hay trai hay gái? Ê cái áo mà, cái áo đại bàng nó đẹp quá bà. Áo đại bàng nó tay gì vậy? Nhí hả? Có đại cồ không? Cái áo nó có đại cồ không? À, hả? Thôi ơi, gửi hình đi, đang like rồi xíu nữa tôi coi nha. Nha. Không. Áo không. Bây giờ Tết năm nay không bán áo dài nữa nha mọi người. Không có bán áo dài nữa nha. Không có bán áo dài nữa. Áo dài này là từ cái hồi năm Thìn Bảo Lục nào tới bây giờ, nói chung là mẫu cũ. Còn năm nay không có nhập áo dài nữa. Em không có bán áo dài nha. Dạ đúng rồi. Rồi chị nào chốt cái mã này nè. Cái mã đang cầm nó là von xanh ha. Những cái hạt này nó đóng vô trong vải luôn, trước sau luôn. Màu xanh ngọc đẹp lắm nha. Nó đi với lại một cái chân váy lụa. Rồi chân váy lụa satin, tặng kèm một cái mấn luôn. Đó, 40.000 nha. Bây giờ là size em đang cầm là size số 5. 16kg, size số 6 là 18kg, với lại một cái size số 8 là 26kg giùm em nha, ba size. 568 nha. Cái xanh này là 568. Size số 8 là 26kg giùm em, 26 27 luôn á. Cái form này nó bự lắm. Không có quần ống rộng. Trời, bây giờ ai mà bận váy với quần ống rộng nữa, con bé này.
bận áo dài là đi với váy mới đẹp bà ơi. Áo dài ai mà bận với quần ống rộng nữa, tên bận với váy không à. Rồi đó nha, váy hai lớp lận. Ừ, váy hai lớp nha. À, xanh không có 12 cưng. Xanh đó hả, xanh xanh không có 12 đâu. Xanh chị chỉ còn là 568 thôi nha. 568. Ừ. Có đầm dây không chị? Có đầm dây em. Đầm dây có luôn, nó là vải đuổi nha, chị có đầm dây á. Rồi cái màu này là hồng sen. Hồng sen là size rồi hồng sen size 3. Vậy chốt cho em cái hồng đi chị. Chưa coi hết mẫu đi chốt hồi đổi đổi giờ. Chị còn màu này nữa nè, coi xong màu này cũng đi chốt con bé này. Rồi comment là von hồng sen nha. Đây. Đó, von hồng sen nè, đó cho tôi cho. Rồi von hồng sen cũng là 3 món luôn ha, nó tặng kèm một cái mấn luôn. Size size 3, size 6, size 7 nha. Cái hồng sen này chỉ còn. Rồi bích thủy nè. Hồng sen size 3, 13 kg đó. Đúng rồi, 40.000 à. À, chốt về cho nó bận chơi chơi vui mà. Chị Bích Thủy đi, khách mới hay khách cũ đi chị? Khách cũ thì khỏi chấm, khách mới chấm cho em một chấm nha. Bận. Đâu biết chị bận ai coi luôn á. Chị biết chị bận ai coi luôn đó. Rồi Nguyễn Thanh lấy cái hồng sen là size gì á bà? Nguyễn Thanh bao nhiêu ký? Bà comment sau rồi. Bích Thủy chấm rồi hả? Rồi còn size 7, 76 ha. Hồng sen von nó còn có 76 thôi, có nghĩa là 18 kg với cái 20 kg. Ê 7 con bé này, đồ người ta bán ra mà nó kêu ôm. Ôm làm cái gì, bán chứ sao ôm. Bộ hồng trên bàn size lớn, đúng rồi, size cổ 30, chốt giùm em 30 kg tới 60 nha, bận cặp hai mẹ con luôn. À, Nguyên Nguyệt à, lấy cái gì? Lấy cái gì 20 kg gì bà? Comment gì thấy số 20 không ạ? À? Rồi Mickey ha, Mickey này là bộ ngố hàng của Osaki. Giá là, ủa cái này hôm bữa quên mất tiêu rồi. Rồi à, yếm có nè chị, nguyên cục yếm nè, chưa lên kịp nữa nè, từ từ còn cục yếm nữa nha. À, lấy set ba mẹ con Mickey bớt không à, em xui rồi, nó chỉ có đại cồ thôi cưng, nó đâu có xây nhí đâu, đó đại cồ thôi Mickey nha. Đó đại cồ là mẹ con bận, nhưng mà mẹ con mà mẹ con bự á, cái mẹ con mà nhỏ cũng đâu có vừa đâu, quần ngố nè. Rồi cái size em đang cầm là nhỏ nhất nè. À, nhỏ nhất đó, nhỏ nhất 30-32 kg. Màu hồng phấn nha. Chị nào chốt comment Mickey hồng 20 kg lấy áo hồng á hả? Là áo dài hả? Áo dài 20 kg hồng đúng không? Rồi ok nè, 20 kg. Ủa nãy giờ có thể thấy hồng nào chứ chưa? Không, không, không. Rồi 40.000 ha. Cái set này là 80.000, em mới nói rồi đó, Mickey màu hồng phấn với lại màu ruốc, nó có hai màu. Đúng rồi. Rồi hồng phấn nè. Size tới 60 kg giùm em nha. Còn áo dài 12 kg hay là để em lấy cho. À cái màu ruốc nó là hình khác ha. Đây Mickey màu ruốc nè. Size nhỏ nhất mà nó bự vậy đó, là 35 kg ha, màu ruốc. Rồi quần ngố y chang luôn, có túi luôn nha. Riêng cái màu ruốc là cái quần nó có in hình nha. Rồi 80.000, size đang cầm là size cổ 35 kg tới 60 kg giùm em nha. 35 tới 60, hai màu đó. Rồi bà nào chốt mã này thì comment là Mickey ruốc hoặc là hồng. Áo dài nữa nè em. Cái này cột ruốc 60 kg, 1m55 vừa. Ừ, dáng mi nhon ha, 1m55 mà có 60 kg như nhiêu. Dáng mi nhon ghê. Chị chốt cái yếm này nè chị Minh Anh.
27kg nha, em còn có một set thôi, 40.000 luôn á. Yếm đào màu hồng, nó thêu nha, nó thêu nè, đẹp chưa. Rồi phía sau hở nguyên cái lưng luôn á đó. Đó, chân váy đen có lót quần luôn, chân váy này có lót quần luôn nha. Trời ơi, 26 đâu, 27, 28 luôn á, siêu bự. Nó tặng kèm cái mấn luôn. Rồi chị nào chốt comment là set yếm nha. Có kiểu khác, đợi em chút, có kiểu khác luôn. Đây, bà nào chốt yếm comment yếm 40.000, còn có một set thôi nha, màu hồng. Em thì ngược lại, mét 6, 55kg. Ôi, mét 6, 55kg là dáng đẹp luôn á em. Mét 6, 55 là em rồi. À, chị Minh Nga nè, 40.000. Còn giữ đó, em không có xả, em chưa có xả, em còn giữ á. À, lát đo rút trong mình. Ừ, ok. Vừa. Khỏi đo con bé này. Vừa mà đo cái gì? Áo dài này là size 3 nè, 3 4. Rồi 3 4 6. 3 4 6 7. Màu hồng phấn nha, von hồng phấn. Rồi, chị nào chốt comment đi. Hồng phấn ha, von. 3 4 6 7. 40.000 tiếp. Tay von nè, màu hồng phấn á, nó có đính mấy cái hạt gì á, hạt ngọc trai trước sau luôn. Rồi chân váy màu hồng, nó tặng kèm một cái băng đô luôn. Còn size nhí không ạ? Số 7 là 20kg đó. Cái mã này số 7 là 20kg nè. 3, 4, 6, 7. Rồi chị nào chốt comment là áo dài hồng nha. Không, comment là von hồng đi. Rồi von hồng ha. 3, 4, 6, 7, 40.000 nha. Có cái mấn luôn. Đầm này, đầm vải đuổi, đầm dây. Cái mã này nó may theo kiểu của hot girl nè. Có cái nơ phía trước ngực có cưng lắm. Rồi, 13-14kg nha. Trời cưng chưa? 13-14kg, dễ thương nha. Có cái túi luôn nha. Rồi chị nào chốt mã này comment là nơ. Một cái một thôi, 35.000. Hồng phấn size 6, size 7 cho chị Bích Thủy. Đợi tới lúc em hỏi là hết rồi. Giận. Không có, tại con bé này mình phải nạt nó vậy. Nó con Như này phải nạt nó. Cách khác đâu có nạt được, Như là phải nạt nó, nó mới tỉnh được. Hết rồi. Hồi nãy giờ lượng đi đâu mua cái gì á, xong giờ vô hỏi là hết rồi. Rồi cái đầm nơ nha, 13-14kg thôi, phía sau nó là dây khóa kéo nè. Vải này là vải đuổi nha. Rồi 35.000 á, một cái thôi. Hết rồi. Là Như chốt cái đầm này đi. Bé nhà Như nó lớn rồi, quên. Rồi set này là size số 6, về là size số 7 là nó tầm dạ em chào chị. Lâu quá mà em quên luôn à. Chị Phương Hoàng này là hình như là ở bên Facebook hay gì ta. Không. Lâu quá em quên rồi, chị vô mua đồ ủng hộ em đi chị. Có size nhí nhưng mà là trai hay gái đó chị. Ủa quên, cầm cái áo trước. Rồi nguyên một set luôn nha, 40.000. Size số 6 đang cầm là nó 15-16kg thôi nha. Vải đuổi, dây. Trời ơi, cưng chưa? Đuổi dây nha. À, đuổi dây. À, học mi á hả? Rồi nhớ rồi, nhớ rồi. Nhớ rồi. Cái quần này là quần kaki. Kaki siêu co giãn luôn, hàng này là hàng xịn nha. Đây kaki co giãn luôn. Rồi size 6, size 7 thì là 15kg với 17kg giùm em nha. Chị nào chốt comment xếp dây. Đó, dây 6, dây 7. 15kg với 17kg thôi. Gái chị. À gái hả? Có gái, đang cầm gái luôn nè. Rồi xếp dây.
À, set này là sale 40.000 nha, cho nó hết. Cái vải này là vải đuổi á, cái áo đuổi, cái quần là quần kaki co giãn luôn, đẹp lắm. Còn có hai size thôi. 6 kg, trời ơi bà. Em không có bán hàng sơ sinh. Nhỏ nhất của em là cũng khoảng 9 kg, 10 kg á, 6 kg nhỏ xíu à. 6 kg là quà qua dòng hàng sơ sinh, nó lại không có bán hàng sơ sinh. 6-7 nha. Rồi set dây 6-7. Đúng rồi, đúng rồi. Để chốt xong thì rồi hả bỏ lên. Không, cái này nhỏ xíu à. Cái áo dài. Còn cái áo dài này vô nhìn cái áo dài nó nhớ bà ngoại ghê luôn. Bộ dài eo size là size 25 kg, không, size 22 kg, với lại một size là, rồi cái set eo size này là hôm nay còn hai size nha, một size 25 kg với lại một size chấm là nó chấm dữ rồi kìa, 22 kg với lại 30-35 kg. Rồi hai size nha, tay vào quần dài 60.000, eo xa nha. Cái mã này nó là hình eo xa màu xanh đen á. Rồi tay vào quần dài nè. Đây. Màu này là màu xanh đen. Rồi chị nào chốt comment là dài ha, eo xa. Size em đang cầm là 25 kg. Cái quần nó có bo luôn á. À, nó có bo ống bên dưới luôn ha. Rồi eo xa 25 với một set eo xa size số 14 là nó tương đương 37-38 kg nha, còn hai size á. Rồi eo xa ha. À, 60.000 á, hai size thôi. 25 với lại 37. À, cái quần này. Rồi. Hai chị em sao vừa 37 kg mà bà. Bớt bớt gì nữa. Bớt mới chịu à. À, quần bé gái nha. Cái này là giống như form baggy á, nhưng mà baggy co giãn luôn. Hàng này là hàng Quảng Châu ha. Vừa. Rồi, cái logo này là nó đóng vô trong luôn, vải luôn ha, đẹp lắm. Cái quần 50.000, bé gái nha. Cái nút này là cái dây này là rút được luôn á. Lưng hung nè. Rồi quần baggy bé gái 50, size đang cầm là 25 kg nha. Cái size này 25 kg á. Ờ, không có bớt. Cặp là đáng lẽ phải lên tiền mà không bớt nha. Ừ. 60 mà bớt nữa con bé này. Chị nào chốt quần cần mang quần ha. Cái quần này là còn có một size thôi nha. À, 25 kg. Ừ. Size 6 nè. Set này là 40 nha. À, 42 chứ quên. Cưng không? Bên dưới nó có xẻ tà luôn á. Vải cô tông 4 chiều. Rồi size đang cầm là size số 6. Quần là quần ngố nha. Đó, 16-17 kg. Ừ, quần. Chị nào chốt set này comment là set số 6 nha. Mickey số 6. À, 16 kg thôi. Đó. 15-16 kg thôi. 42.000 nha. 42 đi. Rồi 42 nha. Mới đủ size. Rồi hôm nay còn có một bộ bán 42. Được không? Ờ. À, quần đó nhí trai đúng rồi, nhưng mà thôi để chị bán ở đây. Rồi nhí gái nha. Theo bên dưới luôn nè, đẹp chưa? À, size này là 12 kg nè. Rồi chị nào chốt mã này comment là dài đen nha, dài đen.
12 kg đẹp lắm, 40.000 á. Quần đó 25 kg, bé tôi 20, không giường. Ủa là sao? Vừa chứ sao không vừa? Cái đó vừa, cái đó đẹp luôn á, cái vải nó cực kỳ đẹp luôn á. Bà không lấy là bà đừng có hối hận nha. Rồi bà ai chốt comment là ta, nếu mà không lấy thì lúc chốt đơn tôi xả cái quần đó ra cho. Chứ cái vải quần nó đẹp lắm á. Cái quần đó là hàng Vĩnh Châu luôn á. Rồi 12 kg nha, 12 kg. Chị nào chốt comment đen nha, một chữ lại thôi, 40.000. Bộ xanh chuối hả? Bộ xanh chuối. À cái bộ xanh chuối nó là hình này nè. Bộ xanh chuối lại có một cái màu này là xanh chuối nè. Cái mã này là nhí đại luôn nha, 59 nhí đại 69 là màu xanh chuối nè. Cái kiểu đó là bao, cái bao nó là bao tiểu thư á, bánh bèo gì đó. Rồi vải này là vải thun Thái nha, cái tay nó có viền bèo luôn đó. Rồi nhí đại luôn nha, nhí đại luôn, 59 và 69 ha. Bé chị là phải lấy qua size đại đó. À, size nhí là 18 mà số 8 này có 22 kg thôi, nó không tới luôn á. Thì nói chung là tầm 22 kg đổ lại á. À, bộ có bộ đại kiểu khác không, đại hay là dài? Comment không để dấu luôn. Đọc comment không để dấu, đọc lộn thấy bà luôn á. À, cái đó chị lấy hồng hồi nào? Có không? Thì chỉ có mẫu này là xanh chuối thôi ạ. À. Hai cái yếm treo phía sau 30 kg. À 30 kg là hình khác. Là em có 30 kg, hai cái hình này là hết 30 kg rồi. Nên là chị muốn mua 30 kg thôi, em lấy hình khác cho chị coi nha. À đại, à đại hả? Đại. Có đại mà. Đại bao la? Em tưởng đâu là hỏi dài. Có đại có tình dân hết. Màu hồng phấn nha. Đó, ở phía trước nó phối màu sen, ở phía sau lưng là hồng phấn á. Rồi 69.000 size đại. Size 9 14, số 14 chốt giùm em 36 37 kg á. Đây. Trời ơi, vải nó đẹp giả man luôn. Rồi chị nào chốt set này là comment set hồng ha. Size 9 14 69.000 giùm em. Đây, cưng lắm. Set này là set bé gái nha. Rồi 9 14 nè. Màu sen. Màu này mấy chị chốt giùm em set xanh. Nó là 3D á. Rồi xanh nha. 9-14 luôn. Đây xanh. Xanh biển ngọt ngào, dễ thương chưa? Rồi xanh luôn nha, 69.000 tiếp. Đó.
chị nào chốt thì comment là set hồng, set màu sen đi, hồng sen hoặc là xanh biển. 69.000 nha. Size đại. 30 kg có nè. Ok, 30 kg ha. 30. Chốt cho chị size size 13 luôn á. Rồi bích thủy nè. 69 ha. Ui da. Chị trường hao rồi hả? Cái bà này ghê, ghi lại lấy sang 12 thôi. Bỏ vô lại đi, có cái số 12 đó. Dưới nữa. Có 12 đó luôn. Cái bà này trường hao rồi đúng không? Ok, lấy sang 12 thôi. Tại vì em tưởng chưa thì em trường hao dùm cho chị. Thấy em ghê không? Đúng rồi. Mà cái vải nó đẹp ha. Dễ thương. Con em nó cũng bận đó, con em về nó cũng lấy bận đó, dễ thương lắm. Cho em xem yếm phía sau. Yếm phía sau 30 kg là mẫu này nè, để chị lấy cho. Để chị leo lên cái này. Nói chung là 11 tới 15 á. Có con rồi, em già rồi mấy chị. Em già rồi. Em 30 rồi. À 70.000 nha. Cái yếm này nhí đại cồ đồng một giá 70 ha, cái này là xả cho nó hết. Size 13, 11. 14 luôn nè. Nhớ như còn 15 nữa. 15 luôn. Rồi, một hình. Cái status là ghi đầm về sơ mi, nhưng mà nãy giờ lên bộ không, tại vì nãy giờ khách hỏi bộ đó. Bây giờ lên đầm với sơ mi nha. Không sơ mi từ nãy giờ vậy sao không nói. Bà này thì dễ sợ. Cái này nó có cái dây tăng đưa được luôn nha. Dễ thương lắm. Rồi 70.000, ok sơ mi luôn. Tao lên sơ mi mà con Hanna nó không chốt đi, giận luôn á. Dễ thương không? Cái yếm, yếm này là đại cô. Bản thân em là bận số 15 luôn nha mấy chị. Em 47kg, bận size số 15, em chụp mẫu với con em cái mã này luôn nè. Đó, size này là size cô nha. Jean này jean co giãn luôn á. Rồi, cái hình in là con cuốn màu xanh đậm. Nó có hai màu, mấy chị comment là cuốn xanh đậm và cuốn nhạt nha. Đây này nó có hai màu. Size 11, 15, số 15 chốt giùm em 45kg nha. Số 11 là nó tầm 20-25kg đi. Rồi đó 11-25kg. Cuốn màu đậm nè. Cuốn màu nhạt nè, mấy chị thấy màu nhạt không? Đó, nó quát nhạt. Còn bên đây là quát xanh đậm ha. 70, size đại cô á. Rồi chị nào chốt mã này comment là cuốn đậm, cuốn nhạt nha. Vậy con chị mặc được không? Ba được mà chị. Lấy size số 15. Lấy size số 15 được mà. Đó, bây giờ lấy cuốn đậm hay là cuốn nhạt. Hai màu size 11 15 luôn nha. Một hình cuối cùng đó là hình hoa cúc, nhưng mà hoa cúc nó chỉ còn 11. 11 12. Hoa cúc chỉ còn 11 12 13 thôi nha. Hoa cúc bán hết rồi. Đây hoa cúc, theo hoa cúc bên dưới là đẹp chưa? Hoa cúc nha. Phía trên nó cũng y chang à, nó chỉ có khác cái hình là theo hoa cúc thôi. Đó. Yếm nha, yếm váy. Ừ, vậy lấy cho chị nha. Chị vô trong tin nhắn chấm cho một chấm đi. Em chốt cho chị size 15. Hoa cúc 28 kg rồi, ok chốt cho chị bích thủy nè. 28 kg mà bả trường hao rồi phải không? Size 11. 11 hơi nhỏ.
ta lấy 12 đi. 11 nó tầm 25 mà, 25 kg. Rồi chấm đi. Chấm ly cân. Rồi bích thủy. Rồi chốt cho chị Sophia Huỳnh. Mà em chưa thấy tin nhắn của chị. Rồi 70.000 nha, chốt cho chị Sophie Quỳnh nè. Màu vàng trên bàn là bộ, đúng rồi, là bộ đó. Bộ đó, từ từ để lên bộ. Cái này là nó cùng. Mày hỏi cổ cái này lại. Bày ra đã xong cột lại. Tiếp này bộ cho mi. Rồi cái mã Mickey này là ba màu, màu vàng tươi dễ thương chưa, hồng phấn và màu ruốc nha, là nó ba màu Mickey quần ngố đó, ba màu được chưa, hai màu này nè, màu này là mới về thêm nè, tại vì Mickey ở đây bán được lắm, mấy bé nó thích cái hình của Mickey lắm. Vải này là cô tông 4 triệu, hàng của Osaki luôn á. Size đại là 69.000. Rồi cứ xây đại là 69 nha. Xây 94. Rồi chị nào chốt mã này comment là ngố vàng nè, 69.000 đẹp giả mang. Đây, ngố vàng Mickey ha. Mickey vàng à quần. Đây. 69.000 nha. Đó xây đại. Được chưa? Vàng. Màu này chốt giùm em là Mickey ruốc nè. Đó. Rồi Mickey màu hồng phấn là ba màu y chang vậy luôn. À vàng size 12. Không có mami. Mami là cái gì? Là màu hồng phấn hồi nãy nè. Con bé này hồi nãy lúc đầu là hồng phấn với hồng ruốc đó, nó không chịu. Ừ để em lên sơ mi chị. À, trà mi 69. Ủa chị trà mi khách mới hay khách cũ vậy? 12 size 12 là bao nhiêu hả? Chích da ghi lộn size 11. Size 12 là 29 kg, tầm 28 29 kg nha. Ví dụ như 30 32 kg là chốt qua size 13 giùm em. Đó, bây giờ bà lấy size gì? Bà nói số ký đi bà nội. Bà nói size 12 đã rồi còn hồi về nó bị chật đó. Bao nhiêu ký rồi? Tôi để đây nè, tôi chú ghi nha. Màu vàng nè. 12 và 13 hả? Là ý là chốt cặp cho hai bé đúng không? 12, 13. À ok. Rồi trà mi. Trà mi khách mới là chị vô trong tin nhắn chấm như một chấm nha. 69 nè. Trời vải đẹp lắm. Trà mi là em chưa có đơn chị nè. Mua một lần rồi hả? Trời ơi. Không tìm ra luôn tại đấy hồi chị. Rồi hai bộ đó luôn. Ruốc rồi còn à, không chỉ có ruốc với hồng thôi ạ. À. Nếu mà cycle cho mẹ, ba mẹ con bận giống nhau á, thì là cycle là màu hồng phấn nè. Hồng phấn với màu ruốc là cycle đó. Đó y chang vậy luôn. Thì cái mã cồ này nè với cái đại nãy là giống nhau nè, đó 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 đó. Này đại nè, này đang cầm là cồ tới 70 kg à, tới 60 kg nè, là hai mẹ con giống nhau. Đứa 69 đứa 80. Được chưa? Đứa con 69.000, đứa mẹ 80.000 đó, cycle đó. Ừ. Dạ em thấy rồi nè. Màu hồng. Màu hồng màu vàng. Rồi. Mickey, qua Mickey ha. Cái này lẻ size nè, hàng của Osaki nha, lẻ size. À, cái form này nó giống như là thể thao vậy đó. Không có nhí. Cái này thì nó lại không có nhí.
bộ Osakit này size đại mà sale chỉ có 55.000 thôi nha. 55 á. Bây giờ sám 10 và sám 12 ha. Ơi, hàng của Rickfit chứ, sám 10, sám 12 đẹp lắm. Nhưng mà có điều cái quần nó là quần dáng thể thao á. Rồi, sát nắp dáng thể thao màu xám nè. Hình nó là hình may đắp vô nha. Đây hàng Rickfit nè. 55, chị nào chốt comment là sám 10. À, sám 10 này là 26 kg. Trời ơi, cái vải quần da cá dày dặn luôn á. Sám 10 26 kg, sám 12 là 30-32 kg giùm em nha. 10-12 á. Rồi, chị nào chốt mã này comment là sám 10 hoặc là sám 12. À, vàng không có hai mẹ con. Bây giờ nếu mà hai mẹ con là chỉ có màu ruốc thôi cưng. Đó, màu ruốc với hồng phấn là hai mẹ con. Vàng chỉ có size đại thôi à. Rồi sám 10, sám 12, 55.000 nha. Sơ mi bé gái không có. Em chỉ có sơ mi bé trai thôi nha. Sơ mi bé trai thôi. Hả? À. Sơ mi đó mới. Rồi sám 10, sám 12 này là 55.000 nha. Sám 18 kg. À, sám 18 kg là hình như còn một bộ treo mẫu số 9 luôn ta. Chị chút xíu em kiểm lại coi còn không. Rồi sơ mi bé trai 30 kg có nha. Có mua không chị? Em ra em lấy cho. Tại vì hôm nay bán sơ mi là cột theo size. Có nghĩa là nguyên một cái cục đó, size đó là mười mấy mẫu luôn, lựa đã luôn. Chứ em không có cầm từng ri lên nha. Áo sơ mi hôm nay em không có cầm từng ri, một ri mà đủ size nữa. Bây giờ em chỉ cầm theo size thôi. Đó nên là chị nào muốn mua sơ mi bé trai mà bao nhiêu ký á. Ờ bộ kiểu nữa hả? Ờ lo nói hoài quên. Bộ ở đây cái mã này xong rồi nè, ngoài cùng cái này lại. Để đăng nha, hồi cột cái này nha. Rồi nè. Chị muốn mua sơ mi chị comment lại nha. Sơ mi bé trai 30 kg. Đó em ra em lấy cục 30 kg vô rồi đã luôn. À, cái set này là 9, 11 với lại 14 nha. 9, 11, 14 rồi. Nhí là 65, đại em đang cầm là 75 nha. 65, 75 đúng không? Đúng rồi, 65, 75. Rồi chị nào chốt set này là set Elsa. Size đại á, set này là Elsa mà size đại nha. À, dễ thương lắm. Cái này mua cái set này về cho nó bận đi chơi Noel. Màu này là màu cam sữa nha. Nó may viền luôn nè, hình Elsa. Rồi nguyên một set có chân váy luôn. Đó. Chân váy form A. Đặc biệt cái váy co giãn mà có lót quần luôn ha. Rồi chị nào chốt set này là comment set Elsa nha, 75.000. À, size 9, 11 và 14 ha. Size 14 chốt giùm em 37 kg nha. Số 14 37 kg lận. Rồi Elsa. Dễ thương dã man luôn. 75 ha, size đại á, size đại 75. Nhí 65 nhưng mà nhí là hình nàng tiên cá nha. Nhí nó không có hình Elsa. Rồi nguyên một set luôn. Đó. Cưng chưa? Có túi luôn á. Nè điệu lắm, có túi luôn. Rồi chị nào chốt comment là Elsa nha. Size số 9 đang cầm là 26 kg rồi đó. Số 9 này 26 kg. 9, 11, 14. Còn size nhí là hình này nha. Nhí 65.000. Là hình nàng tiên cá dễ thương. Rồi nhí. À đấy cái kia là xe đại, rồi xe nhí là nó qua hình này nha. Cũng là chân váy y chang vậy luôn mà hình là nàng tiên cá thôi. Cầm cái nhí lên nhìn nó dễ thương hơn á. Rồi chị nào chốt comment là tiên cá xe nhí là 65 ha, xe đại nãy em sao là 75 á. Rồi 65 75. Chị Trà My chốt cái này đi. Cái này đẹp mà. Nhí đại cặp 65-75.
22. Ừ, tiên cá thì nó lại không có đại, chi kỳ vậy đó. Tiên cá 22 để con còn không? Tiên cá hết 22 rồi. Mà 1, 2, 3, 4 thôi à. Tiên cá chỉ còn 1, 2, 3, 4 thôi nha. Chị cần size 12 hả? Size 11 được mà phơm này bự mà bà. Không, không còn 20 luôn. 1, 2, 3, 4. Số 4 là 16kg. Đó. Số 4 16kg nha. Thôi qua set này đi. Rồi. Set này là size 18, số 8, 25kg nè. Set váy thể thao ha. Chân váy có lót quần luôn. 52.000 một set nha. Rồi. Chị nào chốt comment set. Set xăm. Cái áo nè. Phía sau ha. Cái tay nó may phối, tay giáp lăng á. Rồi chân váy thể thao có lót quần luôn. Trời ơi, chân váy cưng lắm. Đây, chị nào chốt comment set xăm 52.000 nguyên một set luôn, xem 18 nha. Xăm nè. Dễ thương. Đó, set xăm có lót quần luôn nha. Rồi 52 à, số 8 25kg. Ừ, kiểu như không có đại. Cái bà này 18 là không có đại nha. Thôi chốt xe nhí đi. Rồi, đại bộ đại lẻ size nè. Hồi bữa bán cái bộ này là bao nhiêu? Ủa, lộn cái này nhí. Từ từ, đại đâu rồi ta? Vô nó thả tim đồ size 11 và 13. Rồi 11 13 nha, nguyên một set luôn, vải cô tông 4 chiều á. Ở bên dưới cái áo nó rút dây nè, 55 ha, còn có một cặp này thôi. Bên dưới nó nhúng dây một bên như vậy ha. Cái ti màu dâu, cái quần là quần đùi. Được chưa? Chị nào chốt là comment là Kitty dâu nha, size 12 với 13 ha. 55.000. Rồi Kitty màu dâu 55. 12 13 nha. Đây là bộ đùi á, đó là quần đùi á. Bên dưới kiểu nó rút dây nó điệu điệu bên vậy đó. Còn có hai size thôi. À, size 10 gì đó, 12 13 nè. Rồi Trà My lấy có không? Bà chốt cặp tính cho bà 52.000 luôn. Tôi nhanh gọn lẹ lắm. Cái nào hết tôi cho nó đi liền. Ok, Trà My. Em tính cho chị 52 luôn nha. Hết rồi. 52 ha. Chấm tương tác hả? Ừ, hay lắm. Chấm tương tác. Đấy chứ rảnh không? Con bé này. Rảnh thì kiếm ai làm mai cho chị coi. Ở đó mà chấm tương tác. Ở đó mà chấm tương tác. Rồi cái set này là 70 nha. Hôm qua mua cặp. Ê xạo, hôm qua có like đâu mà mua cặp. Cặp mà cặp gì? Tùy mẫu bà ơi. Mẫu gì mới được. Tôi phải mẫu nào tôi cũng ừ. Size này là size 11 nè. Trời, cái set này đẹp lắm á. Cái set Hoa Cúc này tôi giả mang luôn. Mà vải là thực phẩm luôn. Hàng của MC này. À, xe 11 với xe 13. Rồi à, có bớt mà tính 54 đó à, mẫu dâu đó nên cũng có mua. Rồi nào, có không? Quên rồi. Nhiều quá quên rồi. Rồi bên dưới nó nhúng dây, rút dây hai bên. Cái hình in là Hoa Cúc. Hàng này là hàng đẹp nha. Thôi quên bỏ qua. Rồi cái chân váy màu xám xếp ly. Đẹp chưa? Còn có hai set thôi ha. Sale là sale 70 nha. Em bán một lần rồi là 75 đó. Size 9, 15 rồi. Nhưng mà tới ngày hôm nay là nó chỉ còn size 11 và size 13 thôi nha. Nguyên một set đẹp giả mang luôn. Cái vải này đẹp lắm. Xếp ly nha. Rồi nguyên một set luôn là. Mấy chị chốt là set xăm đi. Đó. Nhúng dây. Ừ, cái này bận vô tôi thôi. Vậy là kiểu nó vậy là. Đó, rồi thêm cái chân váy bên dưới nữa. 70 nha. Ừ, không có 20 à, ở trên xào là treo 22kg.
Còn một set 22kg đó em, chị treo ngoài đó là số 9 22kg đó được không? Lấy 22kg không? Rồi chị nào chốt comment là set xanh hoa cúc này đang hot. Có Mickey nữa nè, có Mickey luôn mà nó không mua. Rồi cái này là cũng còn hai size. Mấy chị comment là bi cam nha, lệch vai 65.000 luôn đi. Rồi size 12 và size 13 cưng không? Lệch vai màu cam ở bên trên nhúng dây luôn. Vải này là vải lụa nha. Đó, lệch vai màu cam sữa phía sau dễ cưng ha. Rồi cái form này nó may là form quần đùi nhưng mà là ống rộng nha, kiểu nó như vậy đó, form ống rộng nó có túi luôn. Rồi 12, 13 bi cam sữa nha, 65. Chị nào chốt comment bi cam sữa đi, dễ thương lắm á. À, cái vải này không phải vải thun nha, nó là vải lụa, hàng đẹp á, vải lụa nha. Kết luôn. Rồi set cúc hồng nè, chị nào chốt comment cúc hồng hết 69.000. Ôi ôi cưng không. Bi cam sữa là size 12 với size 13, thì cái size 12 là nó tầm 28-29kg. Đó, size 12 là 28-29kg, còn cái 13 là 30-32kg. Rồi cúc hồng. Cúc hồng 14, 18, 19. Số 19 bự lắm á. Số 19 là 42kg luôn á. Rồi 69.000 cycle nha. Rồi 69. 14 em đang cầm nè, 14 nó tầm nhiêu ký ta? 35kg đó. 14 đang cầm là 35kg lận nha. Tại sao này cycle mà. Rồi đùi hồng nha. Sao chốt bi cam sữa không? Nó hỏi cho vui hay gì á, xong nó lượn tiếp nó vô nó hỏi này nha. Hòa ngã cho chồng này vui nè. Cái mã này là đây. Bây giờ hả? Bây giờ có lên sơ mi không? Lên sơ mi đi. Có ai chốt sơ mi không? Set này là 45.000. Hai màu nè. Bé trai thôi, không có ưu tiên sơ mi bé trai, không có bé gái nha. Rồi nguyên một set luôn 45.000. Chị nào chốt comment set hồng nha. Set hồng size bây giờ đang cầm là 7kg. Cái set này đang cầm là 7kg ha, một size 7kg và một size là 14kg nha. Rồi 7kg, 14kg. Sơ mi trai, nhí trai có mà. Bao nhiêu ký? Định mua bao nhiêu ký á? Rồi set hồng 45 9kg và 15kg nha. Rồi nó còn xanh nữa. Rồi chị nào chốt comment set hồng. Hồng trái cây nè, 45.000 nha. Rồi tới set xanh ngọc cũng 45 luôn. Trai rồi lấy cái lóc size số lấy lóc sơ mi size số 4. Số 4, số 3 cũng được. Rồi set xanh ngọc nè, 45 luôn. Riêng xanh ngọc là còn 9kg cho tới 18kg. Rồi set xanh còn 9-18kg nha. Trời ơi nó hay hơn tôi nữa. Số 5 á, form này bự lắm chị. Số 4 thôi chị. Số 5 nữa, số 5 thì lên tiền. Ví dụ số 4 là 45 phải không? Rồi số 5 là bán em 50.000. Sao? Suy nghĩ kỹ. Lấy số 4 hay số 5? Bán theo tâm trạng.
mi là tay ngắn tay dài cũng một giá nha. Quần chục bé gái 6kg không có. Rồi set này là màu xanh với màu hồng 45.000 á. Sơ mi. Sơ mi ngắn dài đại cồ gì một cũng một giá hết luôn á. Váy thể thao mà dạ là sao ta? Không, chắc em không có đâu. Váy đó là em không có. Rồi sơ mi nè. Bây giờ nó nhiều mã lắm, có mã tay ngắn, còn có mã thì nó lại là tay dài ha. Đại á. Đầm size đại đúng không? Đầm size đại thì có. Bà đang hỏi đầm size đại đúng không? Chứ váy thể thao đại là chân váy không á hả? Đồ bộ thun 8kg là không có luôn. Rồi sơ mi tay dài họa tiết, vải này là vải đuổi nha. Rồi chị nào chốt comment là cái này comment gì giờ trời? Nhiều mã quá, bây giờ comment lá đi. Ừ. Rồi đó 45.000 nha. Lá. À chân váy không hả? Dạ em không có. Đầm thì em có nha. Rồi lá 45 nè. Em đang cầm toàn bộ là size 15 16 kg nha. Chị nào muốn mua sơ mi bao nhiêu ký cứ comment. Rồi comment là cam giùm em. May viền ha, nó theo chữ happy á, cưng không? Rồi bên dưới là cái túi phối màu cam sữa nha. Rồi cam sữa dễ thương chưa, sơ mi đầm một giá nha. Rồi một cam sữa này nó theo chữ happy nữa nè, cưng ha. Rồi 45 nhí đại ngắn dài gì cũng một giá đó hết nha, cứ đồng giá 45. Rồi màu này mấy chị comment giùm em màu rút. À cam sữa, ờ lẹ quá Anna nè. 45 nha, mã này toàn là mới không. Rồi sơ mi 28kg xong cái này lên 28kg, mấy chị cứ comment số ký đi em lấy nguyên cục đó vô lựa cho đã. Đó vậy đó. Rồi 28kg có để em chút. Váy 10kg có luôn em. Tay ngắn. À tay ngắn màu ruốc có theo trên cái bâu ha, theo chữ A nè. Đẹp chưa? Rồi chị nào chốt comment ruốc nha. Đó. Nói chung em đang cầm là size số 4 số 5 không đó, là cứ 16kg, 17kg bình thường nha. Rồi tay ngắn màu ruốc. 45.000. À quên. Một cái 45 nhưng mà ba cái là còn 43 nha. Một cái 45 rồi ba cái là còn 43 nha em nói. Rồi con nói vậy cho con Hana nó lựa cho nó nhiều. Giơ lên lại nè. Màu ruốc nhưng mà nó có thêu nha. Rồi đó thêu trên cái bâu đó 45. Ba cái còn 43 đó cưng. Lựa đi. Không đừng trả giá tội nghiệp chị cưng. 40 cũng được mà mai đâu thấy chị like nữa đâu. Tôi dẹp tiệm luôn đó cho vừa lòng mày. Trả giá vậy nó mới chịu á. Trời ơi chị, bữa nay mới thấy chị luôn. Có quần jean nè. Biết sao không? Nó nhiều mã em làm biến chụp hình luôn á. Để em sơ mi này xong em lên quần jean cho chị lựa nha. Lên váy cho chị coi ha. Hồi nãy hỏi váy bao nhiêu ký vậy? Váy 10 ký hả? Tay dài màu cam sữa. Ghét. Nó may hai túi nha, hai túi phối, một túi cam, một túi sọc cookberry nè. Được chưa? Dễ thương ha. Rồi tay dài màu cam sữa nha. Màu này ngọt giả mang luôn. Rồi dài cam. Comment là dài cam. Rồi bà đợi tôi thêm mấy áo sơ mi nữa xong rồi cho qua quần cho bà lựa. Đồ bé gái 7-8kg không có em ơi. Nhỏ nhất cũng phải là 9-10kg đó em. Cái đó là em mua bên dòng hàng sơ sinh đó. Trời ơi con trai mà nó chơi áo sơ mi có bông màu hồng sen mới chịu. Rồi chị nào chốt comment là bông hồng sen nha. Cái này là bận với quần nào màu đen á, nó mới đẹp. Ủa, giao rồi em. Hồi sáng luôn á, tính ra hồi sáng thằng ship nó mới tới lấy luôn á. Lấy rồi. Đợi đi, ngồi ở nhà đợi điện thoại đi cưng, chắc sáng mai mới có mà. Xong lên 28kg. Rồi, bông màu hồng sen là tay dài nha. 45. Còn kia nó không có chốt được ba cái là tính nó 45 ngàn luôn á. Gán lựa đi. Cái này đẹp nè. Trắng. Trắng dài ha. Comment là trắng không, comment trắng sọc đi. Đó, đẹp chưa? May hai túi luôn nha. Đẹp quá à. Ở trên cái bâu là nó có theo một cái logo Puma luôn. Bên dưới là phối sọc Burberry, cái áo đầy thương hiệu luôn.
cái áo đủ thương hiệu luôn, có 45.000 giả mang. Rồi ai chốt trắng comment trắng nha, trắng sọc. Ở bên dưới là USA với chị. Rồi 45. Cái này comment cho em là trắng số 7 nha. Trắng nhưng mà nó có cái logo là số 7 á. Đó. Rồi trắng số 7 nè. Ở trên cái vai nó vẫn may hai cái viền hai bên ha, rồi trắng số 7 được chưa? Ê chốt cái này mới đúng nè. Trắng này là phải nên lấy nè. Trắng này vải nó đẹp giả mang luôn, chị thích nhất là cái vải này nha. Thật sự luôn á. Nè. Nó co giãn mà nó êm giả mang luôn á. Comment là trắng ngôi sao đi nhưng mà nó là tay dài nha, trắng ngôi sao tay dài. Đây. Trắng ngôi sao. Ừ. Cái này lấy đi. Vải này đẹp thiệt á. Rồi đó xong cưng rồi đó nha. Bây giờ bà Trinh còn ở đây không vợ? Tôi lên quần jean cho bà nè. Bà comment ghét chắc bà đi luôn mất tiêu. Rồi 45. À sơ mi 28 rồi lấy cục số 10 nha bà. Số 10, số 9 cũng được. Số 9 là 28kg đó, 9-10 đi. Có trắng tinh khôi. Trời ơi, có trắng tinh khôi không có chịu. Bé bà nó bao nhiêu rồi bà chưa quên rồi ta. 26kg không? Vậy là lấy số 8 với số 9 với số 10. Bà dụ nghe. Sơ mi 36 lấy cái cục số 18 luôn. Còn số 5 chưa lên nữa nè. À 26kg á. Hay không cái cục này không biết. Bây giờ cái này để số 18 thôi. Ê bà Trinh lấy quần jean này đi bà Trinh. 36kg rồi cái gì nữa, 20 có chưa tính trung mười, số 8 được, đây đây con số 8 luôn, số 8 cái này lấy gì á, số 10, số 7, số 11, có 11 nữa, thôi khỏi rồi, quần dài 12, 14 gì đó. Dài phải không? Rồi lên quần dài cho bà. Rồi dài à, nhưng mà nó toàn là lưng nút, bên trong nó có rút nha. Chứ không có đây. Nó thuê nguyên con ong Gucci luôn. Ghê không? Hàng thương hiệu Gucci luôn á. Có lưng rút luôn nè. Rồi nó quắp rách hai bên ha. Bên dưới nhưng mà cái này nó không có lên lai nha. Cái kiểu nó tưa tưa vậy nè. Nó không có lên lai. Rồi màu đen. Màu đen khói. Ừ. Một cái quần đầy thương hiệu luôn. Có 85.000 thôi, ghê không? Gucci mà 85. Rồi chị nào chốt comment là quần Gucci nha. Rồi quần Gucci là 20kg cho tới 26, 27 luôn. Nhưng mà cái mã này là kiểu chính tất, là nó vừa tới mắt cá thôi bà ráy được đó. Nó bà về bà khỏi lên like. Cái quần này nè. Rồi Gucci phía sau. Đẹp chưa? Đẹp lắm. Co giãn. Co giãn luôn á. Chốt đi. Chốt cái cho vui coi. Cười nữa. Ừ 28kg. Rồi đợi chị lên chứ. Cấp nào thì cũng lên đó, nó yên tâm đi. 23 là nó đang ngồi trên lại. Còn mình cũng trở lại. Ừ. Rồi chốt một cái nha. Ê hôm bữa bà Trinh tôi còn giữ cho bà hai cái quần kia đó nha. Mã này cũng đẹp nè. Nhưng mà để coi còn cái size ấy
dài luôn, đẹp chưa? Cái này nó dài dài, nó theo cái này nó rách bên dưới. Cái này jean xanh đi, comment là jean xanh nha. Rồi đó, y chang vậy luôn. Thì nè, 5 tuổi mà 32kg là em mới vừa lên xong luôn á. Rồi bà chốt cái này thì comment là jean xanh nha. 22kg á, không 20kg chứ. 20 cho tới 26, 27. Rồi 20 đến 26, 27 jean xanh á. Đẹp mà. Hôm bữa tôi đưa cho bà mấy cái hình Mickey bà không chịu. Mickey nó đẹp hơn á bà nội. Bây giờ sơ mi 28 đúng không? Rồi nhìn ngon quá ha. Đẹp tươi luôn á trời. Họ đẹp quá à, sơ mi. Bây giờ con nó tới 28 tiếng. Trời 28 dư sức luôn, 29 30 luôn á. Vải đuổi nha, nó sọc 7 màu luôn. Bây giờ đang cầm cái cục này là từ, nói chung là chốt giùm em từ 27 đi, 27kg cho tới 28-29kg nha. Một size một quá, đang cầm cái size đó đó. Rồi 45.000 nè. Siêu bự. Không có, để riêng đi. Không có chung. Rồi chị nào chốt comment là áo sọc 7 màu nha, 45.000. Những cái áo sơ mi em đang vô lên đó, mấy chị nào mà cứ chốt 3 cái là còn 43 nha. Lẻ một cái 45. Rồi ngắn 7 màu nè, một mã. Rồi cái áo này nó đẹp. Tay dài màu trắng bu ma nè. Ở trên, hồi nãy có cầm size nhí rồi á, bây giờ đang cầm cái này là size đại, theo chữ luôn nha. 45, chị nào chốt comment trắng chữ nha. Siêu bự luôn. Rồi trắng chữ nha, trắng theo chữ theo trên đây luôn ha. 45.000 trắng chữ nè. Rồi tới cái này là xanh, mấy chị comment là xanh biển đi. Trời xanh biển này nó đẹp, nó có theo hình cái gì á, hộp sữa gì á, kaki mà co giãn luôn nha. Đó rồi xanh, chị nào chốt comment xanh nha. Màu xanh này đẹp hả? Xanh biển nhạt á. Ủa em, em chốt em vô trong tin nhắn em chấm vậy một chấm đi cưng. Em khách mới vậy chưa có đơn của em nha. Trắng chữ nè. Đang cầm là số 8. Đang cầm là số 8 là nó tầm 28kg, 27kg cho tới 29kg giùm em nha. Không có tới 30, 30 một phần phải lấy số 10 mới được. Đó, nói chung là 27 cho tới 29 là ok luôn á. Rồi trang nhi nè. 45.000 em chốt 3 cái còn 43 nha cưng. Xanh hết rồi. Rồi tiếp. Trời cái màu xanh này còn ngọt dữ, nó xanh cốm nha. Xanh cốm. Size này quần kaki đúng không? Kaki nữa nè. Cái bà này bảo không. Ê bà đừng nói bà đang làm mà bà coi lén nha bà nội. Bà vừa làm mà bà coi lén hả? Rồi kaki. Kaki lửng màu đỏ đô mà nó rách, mà nó nhìn nó quậy lắm. Rồi chốt giùm em 20kg cho tới 30, 20kg cho tới 35kg đi. Tôi nói đúng phải không? Trời coi lén nha. Cái gì? Rồi xong em lên sau đi. Nói lửng đi đó, đã. Bây giờ dài là chỉ có jean. Đó lửng là kaki, được chưa? Lưng nút luôn bên trong nó rút nè. Nhưng mà quan trọng là nó cắt rách á, nó rách hơi vậy nè, màu đỏ đô nha. Đó, lửng bé trai màu đỏ đô. Rồi 20kg cho tới 30, nói chung là 20 cho tới 30. 3233 đi, 85 y chang luôn, một giá một. Màu đỏ đô này mà về bận với lại quần, bận với áo trắng á. Bận với áo màu trắng đẹp giả mang. Xong rồi lên sơ mi 35kg.
Rồi chị nào chốt comment là xanh cốm nè, tay dài nha. Tay xanh cốm. Nó theo cái họa tiết mỏ neo lên có túi luôn. Rồi xanh. Chị nào chốt comment xanh cốm nha. Đây. 45. Màu vàng nữa nè, màu vàng sữa. Rồi chị nào chốt comment vàng sữa nha. Vàng sữa nó hình con gì á, hình con chó có túi luôn á. Nè vàng sữa nè. Em nhớ hình như nó còn số 7 ở đâu ta. Không có đây, số 7. Màu này là màu xanh bơ giùm em. Màu xanh bơ nha. Rồi tay dài luôn. Bên dưới là nó thêu. À nó thêu cái dọc này là thêu nha, thêu nguyên hàng chữ luôn rồi, màu xanh bơ. Vải này đẹp nè. Trời ơi nó co giãn luôn. Rồi xanh bơ luôn, 45. Cục này là 35 36 kg, nói chung size số 18 đó. 17 18. Dài nha, trắng luôn, size này là size số 18 nha. Cái họa tiết. Rồi chị nào chốt comment dài trắng 45. 32 33 kg gì đó. Ừ. 30 32 kg dài trắng, nó có cái họa tiết nha, nhí nhí nè. À, comment giùm em là không, 28 kg, một hồi cầm cục số 10 lên như là có nha. Bây giờ ở đây không có. Có chị, em có kiểu bé gái 30 32, có quần sọc quần jean luôn đó. Rồi comment là caro tím nha, màu tím này tím than đẹp nè, tay ngắn. Rồi 32 33 kg, tím than, caro tím đi, comment caro tím nha. Dễ thương quá, có cái túi luôn á. Rồi caro tím 45. Cái size em đang cầm nó là size số 18 lận á. 18 nhưng mà 18 này nó tầm 32 33 thôi. Nó không có tới 35 nha. Không có gì tay dài. Rồi cái trắng này đẹp lắm nè. Cái đầm hoa đỏ phía sau là 85.000, size đại á chị, size 9 12 nha. Đầm màu đỏ. Sơ mi mà 37 kg là hình như là tùy mẫu nha. Có còn đâu, hết rồi. Có áo thun 37 thì có. Rồi comment là dài. Cái logo này là theo. Rồi dài sọc đi. Đó, dài sọc. Size em đang cầm là size số 17. 33 kg nha, 33 kg. À, chỉ có những cái mẫu hoa cúc mà 75.000 nữa đó cưng. À, tùy mã, cái mã này nó tới 85. Có những mã hoa cúc 75 nữa đó. Cho chị coi. À dạ đem lấy cho chị coi. Trời ơi còn nhiều quá. Thôi nó nhiều mẫu đi. Đem lấy cái đầm đó cho chị coi nha. Trời ơi cái áo này nó đẹp má ơi. Size số 12 nè. 33 kg nha. 32 33. Mà cái vải này nó đẹp nhức nhối luôn. 32 33 kg nha. 45. Comment là trắng hình đi. Rồi trắng hình. Đó, trắng hình nha. Vải này đẹp thiệt. Nó có may sunlight lên. Rồi trắng hình 45.000. Vải này đẹp thiệt. Bé nào mà vừa cái size này lấy. Đẹp mà nhỏ quá hả? Đúng rồi. Không có size bự, hôm bữa về có mà. Có 20, 22, 24 luôn. Nhưng mà em bán cho khách ở đây hết rồi. Ừ, khách ở đây dặn chừng em bán cho khách ở đây hết rồi. Nên là nó bị lẻ size rồi. Cái này 18 nè, 35 kg nè. Ừ, lên lộn xộn đi ha, quên.
Bây giờ lên tới gì ta mỏi quá. Nguyên còn một đống áo này chưa lên hết nữa nha. Bây giờ đầm đỏ rồi phía sau đúng không? Đầm đỏ phía sau. Còn nhiều lắm nha, cút mỗi tháng nữa. Đây. Đây. Đầm sọc bắp berry luôn ha. Cái này nhá hàng thôi chứ bà nào mà hỏi mua thì tôi mới giơ lên. Rồi cái cút mà màu đỏ giống đang treo á là cái hàng này á là vải lụa ha, 85.000. Còn có mã kia rẻ hơn là 75 nha, mã này tới 85 lận. Rồi có dây cột lưng luôn nha. Không, cái này cột cái nơ phía trước chứ không phải cột lưng nó bậy. Rồi, tay nó là tay phòng búp bê nha. Này tay phòng kiểu dày. Đó, dễ thương chưa? Rồi, chị nào chốt đầm comment đầm ha. Hoa cúc màu đỏ có dây nè. Phía sau là dây khóa kéo luôn nha, 85.000. Xây đại á, size 9-12, số 12 chốt dùm em 30kg nha. Rồi cái, số 12 là 30kg á. Chị nào chốt comment hoa cúc màu đỏ nha. Vải này vải lụa đẹp lắm, 85 lận. Là mấy chị biết cái giá trị của nó. Vậy cái sọc đỏ đi hả? Cái sọc em đâu có sọc đỏ đâu, sọc búp bê mà. Sọc đỏ là cái này ha chị. Rồi đầm tiếp nữa nè, xây đại, mã này là 75, sọc búp bê đúng không? Mấy chị comment là gấu nè, gấu nu, gấu màu hồng, gấu này là màu đỏ nha. Đó, gấu màu đỏ là đầm này là 3 màu, size của nó là 22kg là nhỏ nhất ha, 22 tới 36kg nha. 22 tới 36 kg giùm em, 75.000 á, 3 màu nha. Vải này đẹp lắm. Có dây cột lưng. Rồi cái tay của nó là may hai lớp lận nha. Lớp ren bên dưới nè. Rồi xong rồi có một cái lớp trên nữa. Rồi chị nào chốt comment gấu nu. Tay gấu nu nè. Bên dưới cái tà ha, có dây cột lưng luôn. Rồi phía sau là dây khóa kéo giọt nước nha. Màu nu nè, màu hồng và màu đỏ nha, 75.000 xây đại. Màu hồng. Rồi mã này màu đỏ giùm em, gấu màu đỏ này bạn đi chơi Noel nè. Em. Màu đỏ là dễ thương nè. Màu đỏ là nổi nhất luôn á, nổi cái tay áo. Rồi ba màu nha. Đỏ, nu với lại màu hồng. 75. Đó là chị chốt cái sọc đỏ gì? Sọc đỏ nào? Rồi đó, ba màu nha, chị nào chốt mã này. À, size của nó là tới 36kg nha. À, chốt đỏ 37kg trong tin nhắn, chấm cho một chấm nè, anh Ngọc đúng không? Chưa có tin nhắn khách mới là em chưa chốt đơn được nha. Em để đây nha. Đỏ 37kg là có đó, nhưng mà bà chấm cho tôi một chấm đi nha. Còn những con này liền, nó lộn. Rồi, chưa nha. Anh Ngọc đỏ 37kg đưa con coi cái size 2 cái tiền lời màu đỏ. Không có đây là quên. Nhưng màu nâu á, ở đó đó. 32 nè, đúng rồi, rồi anh Ngọc nè. 75. Rồi cái này là chốt cho ai á? Nu 32kg chị vô trong tin nhắn chấm cho một chấm đi chị. Nha. Khách mới em chưa có đơn. À, chưa thấy tin nhắn. Rồi mã này comment giùm em là sọc nha. Nó
trơn luôn, tập berry sang giả mang. À, nhưng mà nó không có hình con gấu. Hồi nãy cái kia là có hình con gấu, cái này không có hình con gấu mà vải nó, mấy chị nhìn nè, nó rủ nha, đẹp giả mang luôn á. Comment là nu hoặc là sọc, sọc nu với sọc vàng đi. Rồi, nó may kiểu khác ha, bên dưới nó phối một cái lớp bèo riêng nha. Nè, nó may xòe lớp bèo riêng rồi cũng 75 luôn. Rồi nu. Đây, sọc nu và sọc vàng hai màu. Đây, sọc nu, sọc vàng 75.000 size đại luôn nha. À, 22kg đó. Size S thì cứ 20, 22kg là được. Cho tới 36, 37kg dùm em. Ây dạ. Dạ. Rồi, Huỳnh, Huỳnh Hòa PT ạ. 75. Rồi sọc nu với sọc vàng ha, size đại nữa nha. Nhưng mà cái kiểu này kiểu khác á. À, rồi. Trời ơi, mã này còn cưng dữ. Mã này nó là phom suông á. Đỏ hồng. 75 tiết nha, size đại luôn. Nhưng mà cái size 2X lớn nhất này là 38kg giùm em nha, 38 luôn. Đẹp lắm. Rồi mấy chị chốt là sọc hồng với lại sọc đỏ. Phom suông. Dễ thương chưa? Cái hình này là nó may đắp vô nhưng mà ở ngoài nó nổi lên đôi giày luôn ha. Ở bên ngoài mấy chị mới cảm nhận được nó nổi lên đôi giày luôn. Biết nó may kiểu gì á, cưng lắm. Rồi, đó vậy đó. Viền viền hồng đi. Rồi viền hồng và viền đỏ, hai hình khác nhau 75 luôn. Đủ size mấy chị cứ comment số ký đi. Em nói size đại đủ size là mấy chị cứ comment số ký nha. Rồi viền đỏ này cưng ha. Cái viền ren này là trước sau luôn. Đó. Vải cô tông 4 chiều nha, bên trong không có lót, cái đầm này không có lót nha. Rồi viền hồng viền đỏ 75. Rồi chị nào chốt mã này comment là viền hồng hoặc là viền đỏ size đại 75.000 á. Kêu nó nói. Rồi chị nào chốt đầm nữa không? Không biết nữa. Ờ thì đó, nó trong cái link đó nó cần không? Rồi đầm nha, viền đỏ viền hồng nè. Này này này. Rồi tiếp đầm nữa. Xanh đen nè, dễ thương chưa? Phơm này là phơm rộng nha, dành cho mấy bé nào mà mấy bé bự á. Rồi phơm rộng, nơ xanh đen, bên dưới nó may một cái viền bèo sọc caro rồi trước sau luôn, dễ thương chưa? Tại chị nào chốt mã này comment là nơ xanh đen, em còn một cái 28kg, XL đang cầm là 32, size 2 XL là 37, 36, 37, 38kg gì đó, có 32kg chị. Có nha, em đang cầm size đại, em nói đủ size là có đó, 75.000. Chị chốt không? Chốt comment là nơ xanh đi nha. Rồi nơ xanh đen nè, 75.000. Hôm bữa nó có màu đỏ nữa mà bán hết đỏ, chỉ còn xanh đen thôi. 75. Đầm tiếp xây đại nữa nha. Vải này là vải gấm. Chị nào chốt comment là đầm hoa đỏ đi, hoa đỏ hoặc là hoa xanh nha. Đây. Dễ thương không? Hoa đỏ, hoa xanh, vải gấm, không có lót nha. Rồi, 75 tiếp. Đây phía sau nè. Màu này màu đỏ. Cái mã này, hoa này gọi là hoa giống như hoa tulip vậy đó.
Rồi hoa xanh luôn ha, 75.000. Đây hoa xanh đây. Đó, xanh nhạt, xanh biển đẹp chưa? Xanh biển nha. Đầm đầm đen phối ren có 32 kg mà chị. Đầm đen phối ren là đầm nào? Hồi nãy em nói nếu mà cái phối ren đó là sọc đỏ, sọc đỏ với lại sọc hồng đúng không? Còn cái này là đen mà đen nơ mà. Bây giờ cái này mã này là đen nơ mà. Rồi hoa xanh. Hoa đỏ vải gấm luôn, 75. Size đại 75. Đó, rồi. Bà bay từ bên máy kia qua bên máy này. Cha hết pin. Viền hồng hoặc là viền đỏ nè, có hai màu khác nhau á. Rồi đầm dây này là vải đuổi size đại tiếp nha, 75 nữa nè, vải đuổi nhưng mà cái form của nó là đầm dây, dễ thương lắm. Vải này vải đuổi đẹp giả men luôn đó, dễ thương chưa? Đó màu hồng phấn nha cưng. Đây đuổi hồng. Bên dưới nó may phối một cái viền mà trắng trắng vậy đó. Rồi phía sau. Chị nào chốt comment là đầm dây ha, xe đại, nhí đại luôn, nhí 65 đại 75. Rồi, hồng phấn. Chị cưng không? Mối gì coi.
cũng màu hồng mà vô trong máy nó ra màu tím, hồi nãy giờ có cái nào màu tím không? Em cầm đặt nó màu hồng, hồng hồng kiểu hồng hơi tím tím, hồng bị lai rồi đó, hồng đó hồng bị lai này, cái hồng thành con gấu đúng không? Size nó nhỏ nhất, size S. Ờ, bây giờ lấy đi, lấy ly dạng sữa luôn. Nếu mà lấy cái đó là sữa phải bớt vô 20 lít. À, cái thứ S là nhỏ nhất không? Về thêm cái đầm này là 5 màu. Hôm bữa nó có hồng, tím với lại vàng nhưng mà bán hết rồi, còn có một cái nữa. Cái cúng cùi luôn. Cái đầm bông hoa màu tím. Đầm bông hoa nãy là màu đỏ mà ta làm gì có đầm màu tím trời, tức bà này ghê luôn á. Cái bông hoa này là màu đỏ với lại màu xanh biển mà, đỏ với xanh biển. Lấy cái đó hả? Đây cô lấy, cô lấy đây cho con, đưa cái này ra đưa cho cô đó đi. Cô lấy cái này, đừng lấy cho con hả? Con tên gì vậy? Khả Hân. Cái gì? Khả Hân hả? Trời đẹp gái. Ôi cái mũi này đẹp dữ vậy trời. Mũi này mốt lớn khỏi tốn tiền thật. À đây này, số 7. À, đúng rồi, hôm qua chiều tối là mua nó quằn quại luôn. Đúng rồi, sao vậy? Trời ơi, cái đầm này dễ thương lắm nè. Đủ màu luôn á, là mã mới nó có vô trước sau luôn. À, đủ size, ý là tôi đưa cho bà màu đó, màu nu bận trắng với ai. Con nó bận đi đi học đi chơi rồi nó nhẹ nhàng nó dễ thương mà màu nâu. Cái này là đầm công chúa này mỏng nè, có một lớp vong nè, ngày mai hai ba lớp luôn, ngày mai